Mời các bạn nghe phần 9. Tuyết rơi giữa đêm lạnh, các cửa hàng cùng mấy quán hàng rong trên phố cũng dần thu dọn để đóng cửa sớm hơn bình thường. Bọn họ đều muốn nhanh nhanh trở về căn nhà ấm áp, thế nhưng quán rượu nhỏ ở sâu trong ngõ lại chưa đóng cửa, điều này nằm ngoài dự liệu của Thẩm Ngọc. Hai người đi vào ngồi trong quán rượu, sau đó gọi lão bản nương đi lấy một vò rượu ngon. Thẩm Ngọc nhìn thoáng qua lão bản nương, nàng có chút hiếu kỳ hỏi Phương Duệ, ta thấy thời tiết như này cũng không có khách, tại sao giờ này mà lão bản nương còn chưa đóng cửa phương duệ cười cười có lẽ lão bản nương đang đợi người đợi người trong đầu thẩm ngọc lập tức hiện lên hình ảnh khác nhau của thiếu niên cùng thiếu nữ phương duệ dùng chiếc đũa gõ lên chán thẩm ngọc nàng nghĩ cái gì vậy ta chỉ đoán vậy thôi thẩm ngọc che cái chán bị gõ khuôn mặt có chút ngốc nhìn phương duệ mãi vẫn không phản ứng lại hắn làm sao vậy thẩm ngọc phục hồi lại tinh thần nàng lắc đầu rồi thu hồi ánh mắt sau đó hơi cúi đầu nói, không có gì. Vừa nãy bị Phương Duệ cầm đúa gõ rất nhẹ lên đầu, không biết vì sao Thẩm Ngọc lại không cảm thấy ghét, dưới đáy lòng ngược lại có mấy phần ngọt ngào. Phương Duệ cũng thường xuyên làm mấy cử chỉ thân mật với nàng, nhưng trước đây nàng lại không có loại cảm giác như hiện tại, hành động vừa nãy giống như, giống như hắn coi nàng là một tiểu cô nương hay tưởng tượng lung tung. Mà nàng lại có vài phần ngượng ngùng, hai chữ ngượng ngùng này xuất hiện trên người nàng, đến chính nàng cũng thấy thật khó có thể tưởng tượng nổi. Nhị vị khách quan, đây là rượu của các ngươi. Lão bà nương bưng rượu lên, nàng mở nắp vò rượu rồi đổ vào hai chén, mùi thơm nồng của rượu nguyên chất sông vào mũi của Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc. Hai người các ngươi đã lâu không đến, ta liền lấy vò rượu được ủ nhiều năm, giá rượu vẫn tính như giá bình thường. Phương Duệ nhìn về phía Thẩm Ngọc, hắn cười nói, vậy chúng ta chẳng phải được hời rồi sao? Nghĩ đến lời nói vừa rồi của Phương Duệ, thẩm ngọc vẫn không kìm nén nổi tò mò nàng hỏi lão bản nương đêm nay tuyết to như vậy lại cũng không có khách ngươi vì sao còn mở cửa lão bản nương nhìn nàng cũng phương duệ chẳng lẽ hai người các ngươi không phải là khách nhân thẩm ngọc vậy mà lại cảm thấy lão bản nương nói rất có đạo lý lão bản nương ngồi xuống nàng lấy một cái chén rồi tự rót rượu cho chính mình ánh mắt nàng tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó sau khi uống một ngụm rượu nàng ngước mắt nhìn về phía phương duệ giọng điệu giống như nói dỡn. Ta tất nhiên là đang chờ người. Phương Duệ cười cười, hắn nâng chén rượu kính lão bản nương một chén. Có lẽ người mà lão bản nương đang đợi sẽ rất nhanh xuất hiện. Chỉ mong đúng như ngươi nói, người đó sẽ rất nhanh xuất hiện. Thẩm Ngọc có chút kinh ngạc nhìn Phương Duệ, quả đúng như hắn đã nói, lão bản nương thật sự đang đợi người. Trong mắt Thẩm Ngọc xuất hiện vài tia nghi hoặc, nàng nhìn thoáng qua Phương Duệ, nhưng cũng không tiếp tục hỏi thêm. Bọn họ uống thêm một chút rượu rồi mới rời đi, lão bản nương nhìn bóng lưng của phương duệ nàng cười cười rồi thầm nói đúng là có vài phần giống với đại bá của hắn rời khỏi quán rượu nhỏ được một đoạn thẩm ngọc mới hỏi dò ánh mắt vừa nãy của lão bản nương nhìn ngươi có chút khác thường chẳng lẽ hai người các ngươi thật sự biết nhau sao phương duệ nhìn nàng rồi đột nhiên cười một tiếng nàng yên tâm đi mặc dù tư sắc của lão bản nương không tầm thường nhưng ta cùng lão bản nương không hề có tư tình giống như bị nói chúng tâm sự bề mặt thẩm ngọc liền không được tự nhiên ai thèm lo lắng ngươi cùng lão bản nương có tư tình ta chẳng qua chỉ tò mò mà thôi phương duệ cười cười cũng không có tiếp tục vạch trần thẩm ngọc còn thẩm ngọc nói xong mấy lời này bước chân liền có chút loạn choạng cái ô trong tay cũng rơi xuống đất phương duệ thấy thế bèn vươn tay kéo thẩm ngọc đã có chút say vào dưới tán ô của mình thẩm ngọc đỡ chán nàng khẽ lắc đầu nói đâu có chút trắng váng vừa rồi nàng không uống nhiều lắm nhưng rượu này được ủ lâu năm nên nồng độ cao lại ngấm chậm. Vừa nãy ở trong quán nàng không có cảm giác gì, sau khi đi ngoài bị gió lạnh thổi vào người, rượu này liền ngấm nhanh hơn. Phương Duệ nhanh chóng đưa Thẩm Ngọc về phủ thái bảo, vừa đem nàng đặt lên giường thì Thẩm Ngọc đột nhiên kéo tay Phương Duệ. Thẩm Ngọc say rượu, khí lực so với bình thường cũng lớn hơn rất nhiều, Phương Duệ thuận thế ngã xuống, người hắn trực tiếp đè lên người nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Phương Duệ môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói trầm xuống nàng cứ thế này không cho chẫm đi lát nữa chẫm lại không thể đi được khuôn mặt thẩm ngọc sắp bị đông cứng vì gió lạnh được hơi thở nóng bỏng thổi tới lúc này nàng cảm thấy còn ấm áp hơn cả gian phòng đang được đốt than sưởi. không đi vậy thì không đi nữa thẩm ngọc có vài phần men say mặc dù không đến nỗi say mềm người như sợi bún nhưng mỗi lần nàng có rượu trong người là lá gan liền lớn phương duệ hơi sững sờ hắn cúi đầu khẽ hôn lên trán thẩm ngọc muộn rồi nàng nghỉ sớm đi Ai ngờ ngự chẳng mấy khi chủ động như Thẩm Ngọc lại đột nhiên ngẩng đầu lên hôn vào môi Phương Duệ. Lần này Phương Duệ ngây ngốc triệt để, rượu này nồng độ cao nhưng Thẩm Ngọc cũng chỉ uống có hai chén nhỏ, sao lại bỗng nhiên giống như thay đổi thành một người khác. Không đợi Phương Duệ suy nghĩ, Thẩm Ngọc đã vươn hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Phương Duệ rồi bắt đầu gặm cắn môi hắn. Tại quán rượu nhỏ trong ngõ, lão bà nương ngồi ngắm tuyết rơi ngoài trời, nàng đột nhiên cười một tiếng, đại chất tử, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Sau đó nàng đem vò rượu trên bàn đậy ký lại, nhìn hai chữ thanh đẳng ngoài vò rượu, ý cười trong mắt càng sâu hơn. Rượu thanh đẳng còn gọi là không phục triền, đây không phải rượu trợ hứng, nó chỉ có tác dụng với nữ tử là giúp nữ tử biểu hiện tình cảm chân thật trước nam tử mà họ yêu sâu sắc. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Phương Duệ, lão bản nương đã nhận ra người này là đương kim hoàng thượng, chỉ là nàng giả vờ cái gì cũng không biết. Nghe thấy Phương Duệ gọi người đồng hành là A Ngọc, lão bản nương liền suy si đoán đây chính là trọng thần thầm Ngọc cẩn thận quan sát đã lâu lão bản lương thấy rõ ràng hai nam nhân có ý với nhau lúc ấy nàng đã kinh ngạc đến suýt chút nữa lộ ra sơ hở cũng may sau đó truyền ra tin tức thẩm ngọc là nữ tử nàng mới có thể thở vào nhẹ nhõm lão bản lương không muốn hai người cũng lề mề mãi không tiến tới như thế hệ trước vì thế lúc phương duệ cùng thẩm ngọc trở lại đây lần nữa nàng mới nghĩ ra cách vừa rồi lão bản lương chỉ nghĩ đơn giản cùng lắm là thẩm ngọc sẽ nói ra toàn bộ tình cảm với phương duệ mà thôi nàng căn bản không ý thức được sẽ xảy ra chuyện kia. Dựa ủ 8 năm, không chỉ thơm ngon mà công dụng tự nhiên cũng hiệu quả. Trước kia đều là phương duệ giờ trò lưu manh, con thầm ngọc là điển hình của cô nương gia đàng hoàng, nhưng lần này hình tượng của nàng hoàn toàn bị lật đổ. Y phục của phương duệ mặc ít hơn so với thầm ngọc, xúc cảm trên cơ thể cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Mà tay của thầm ngọc còn chậm rãi thuận theo sống lưng hắn đi xuống dưới, không biết nàng đang vô tình hay cố ý trêu chọc khiến hắn lúc này toàn thân căng cứng phương duệ không sợ thẩm ngọc ngày thường sấm đánh cũng bất động hắn chỉ sợ thẩm ngọc dây vò hắn như lúc này phương duệ cố gắng khống chế bản thân có trời mới biết hắn đã phải dùng bao nhiêu lý trí để đấu tranh tư tưởng mới kéo được một chút khoảng cách với thẩm ngọc a à ngọc nàng lời còn chưa nói hết mà phương duệ đã ngẩn ra dưới ánh nến chập chờn, búi tóc thẩm ngọc không biết bị tụt ra từ lúc nào từng sợi tóc tán loạn ở trên chân định có vài sợi còn dính ở trên mặt làm nàng càng thêm xinh đẹp quyến rũ động lòng người thẩm ngọc mặt mày như tơ ánh mắt nhu tình mật ý chăm chú nhìn phương duệ hơi thở nàng thơm ngát như hoa lan khiến lòng người nhộn nhạo bệ hạ a à, duệ phương duệ lại ngây người thẩm ngọc vậy mà vậy mà lại thay đổi cách xương hô ngay lúc phương duệ còn đang ngây ngốc thẩm ngọc đã tiếp tục dính lấy phương duệ không biết từ lúc nào mà hai chân nàng đã quạp chặt lấy bên hông hắn lần này phương duệ chấn kinh đến tột đỉnh không được không được hắn ngàn vạn lần phải nhịn xuống Suy nghĩ này vừa mới nảy ra khỏi đầu, không ngờ lại có người đột xuất gõ cửa. Công tử, công tử có ở trong phòng không? Nô tỳ mang thêm ít lửa than cho công tử sưởi ấm. Công tử không có trong phòng sao? Phương Duệ giật mình hoàng sợ muốn chạy trốn, vậy mà Thẩm Ngọc vẫn không buông hắn ra, nàng còn mềm mại mị hoặc kêu một tiếng. Ừm, A à, Duệ. Một tiếng kêu này khiến Phương Duệ thiếu chút nữa thì hồn bay phách lạc, may mắn han kịp thời dùng tay che miệng Thẩm Ngọc. Thúy Chi nhíu mày đứng bên ngoài phòng, nàng lẩm bẩm sao lại nghe thấy tiếng giống như tiếng công tử phương duệ nghe được tiếng bước chân do dự hắn chỉ sợ nha hoàn đột nhiên xông và còn Thẩm ngọc thì không chịu buông hắn ra phương duệ nhìn thoáng qua tủ quần áo bên giường hắn không một chút do dự ôm lấy Thẩm ngọc rồi mở tủ quần áo đi vào bên trong một loạt động tác diễn ra lưu lát liền mạch ngay cả thở cũng không hề thở gấp làm kẻ trộm thuần thục như thế đến hắn cũng phải bội phục chính mình quả nhiên sau khi bọn họ vừa trốn vào trong tủ quần áo thì cửa phòng liền mở phương duệ chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh lầm bầm thật sự là ta nghe nhầm rồi vừa đúng lúc đổi chậu than đợi công tử trở về phương duệ trong lúc đang tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài cơ thể phương duệ bỗng nhiên cứng đờ hắn cảm thấy bao ưng đã đến với mình trước kia hắn chưa chọc nàng như thế nào thì giờ đây nàng liền trả lại gấp bội thổng ngọc thật sự đem một lần ở trong tẩm cung kia dùng ở trên người hắn hắn có nên khen nàng là hài tử hiếu học hay không? Lúc này Thẩm Ngọc đột nhiên há miệng ngậm lấy đầu ti Phương Duệ. Ừm, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Hắn an phận, ngược lại nàng hoàn toàn không an phận. Trong ngăn tủ nhỏ hẹp, quần áo đã chiếm phân nửa. Tuy nói hai người mặc y phục không dày lắm nhưng hô hấp càng lúc càng nóng bỏng, cộng thêm xúc cảm của Phương Duệ so với người khác nhẹ bén hơn rất nhiều. Hơn nữa thân thể mềm mại của Thẩm Ngọc còn không ngừng đung đưa ở trên người hắn mà hắn thì không thể làm ra động tác gì quá lớn để kích thích nàng. Nếu Thẩm Ngọc phát ra tiếng rên gì, bên ngoài nhất định sẽ nghe thấy. Thẩm Ngọc ngủ qua đêm ở Hoàng Cung là một chuyện, còn bị phát hiện ở Phủ Thái Bảo lại là một chuyện khác. Tổ phụ, tổ mẫu cùng mẫu thân của nàng đều ở trong phủ, người con chưa có cưới mà hắn đã xuất hiện trong phòng ngủ của nàng. Nếu Thẩm Lão Thái gia cùng Thẩm Phu Nhân mà biết thì nhất định sẽ bị dọa sợ. Quá trình đổi than đơn giản nhưng lại tốn chút thời gian mà thẩm ngọc trong tủ lại càng lúc càng lớn mật dường như nàng biết rõ phương duệ không thể ngăn lại nàng vì thế hai chân thẩm ngọc càng dùng sức cuốn chặt lấy thắt lưng phương duệ lập tức nhiệt khí toàn thân phương duệ đều mãnh liệt dồn xuống dưới bụng đại khái bởi vì không được thoải mái thẩm ngọc bắt đầu uốn éo vặn vẹo thắt lưng khiến vật kia bị nàng cọ cọ càng lúc càng cứng càng lúc càng nóng bỏng nữ nhân này phương duệ nhắm nghiền hai mắt hắn thở hát ra một luồng khí nóng nếu lúc này hắn còn có thể nhịn được phỏng chừng tương lai còn nổi danh hơn cả Liễu Hạ Huệ trong sử sách. Người ta đoán Liễu Hạ Huệ có thể là không cứng được, hoặc là cô nương kia xấu đến thê thảm, hoặc là hắn ta đoạn tụ. Còn Phương Duệ hắn thì không muốn bị hậu nhân suy đoán giống như vậy. Cuối cùng, cũng nghe được tiếng âm thanh đóng cửa, Phương Duệ không thể chờ đợi được việc phản công, hắn đẩy cửa tủ quần áo, vừa mới ra ngoài liền lập tức đè Thẩm ngọc xuống, giống như tiến công chiếm đóng thành trì cuối cùng của Thẩm ngọc. Cách trường, canh bốn. Bên ngoài trời vẫn còn tối, Phương Duệ thương Thẩm Ngọc mới trải qua sự đời nên hắn chỉ ra quân một trận đã liền thu bình. Cho dù thân tâm thật sự muốn chiến tiếp thì hắn cũng quyết dừng lại vì sau này còn cả tá thời gian. Thẩm Ngọc đoán chừng là mệt mỏi, tận đến lúc hắn thức dậy, nàng vẫn còn trong giấc mộng. Phương Duệ mặc y phục chỉn chu, hắn cúi người hôn một cái lên má Thẩm Ngọc, sau đó đi cho thêm than vào lò sưởi. Đêm qua nha hoàn đã bưng chậu rửa để bên lò sưởi, nước trong chậu cũng đã ấm lên, Phương Duệ thử nước thấy không quá nóng liền bê chậu nước tới cạnh giường. Hắn giặt khăn rồi vắt khô khăn, tỉ mỉ lau chùi thân thể cho Thẩm Ngọc. Lau xong xôi, hắn tiếp tục giúp Thẩm Ngọc mặc y phục. Có lẽ do động tác của Phương Duệ hơi lớn nên Thẩm Ngọc bị đánh thức. Thẩm Ngọc mở mắt, mơ mơ màng màng giơ tay dụi mắt, ánh mắt mông lung nhìn Phương Duệ, sau đó lại nhắm mắt lại tựa như muốn ngủ tiếp, nhưng Thẩm Ngọc bỗng dưng lại mở mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Phương Duệ. Ngươi ngươi tại sao lại ở trong này? Xem ra thẩm ngọc đã quên, Phương Duệ cong môi cười, ánh mắt cũng cười nhìn thẩm ngọc. Tối hôm qua, A Ngọc nàng nhiệt tình ngoài dự đoán của chấm. Ngươi nói, vốn còn đang mờ mịt, trong đầu thẩm ngọc trượt lóe lên vài hình ảnh người lớn. Thẩm ngọc kinh ngạc như bị dọa sợ, nàng vươn tay che miệng chính mình. Nàng hoảng loạn nhìn qua Phương Duệ. Ta, ta cái gì cũng đều không nhớ. Trên thực tế nàng nhớ rõ rành mạch. Vui vẻ trên mặt Phương Duệ càng đậm, trong ánh mắt cũng tràn đầy vui vẻ. Sự vui vẻ này nói cho Thẩm Ngọc biết lời nói của nàng không có sức thuyết phục. Nhìn thấy Phương Duệ vui vẻ, Thẩm Ngọc không dám nhìn thẳng vào hắn, nàng kéo chân trùm lên đầu mình. Coi như nàng không nhớ rõ thì chẫm, chẫm còn nhớ rành mạch. Đêm qua nàng ngồi trên người chẫm rất là hưng phấn, còn cả lúc chẫm ở phía sau nàng. Không cho nói, nghe được mấy lời khiến nàng xấu hổ, Thẩm Ngọc liền ló đầu ra khỏi chăn, khuôn mặt đỏ bừng lùng Phương Duệ. Phương Duệ sang suốt lựa chọn ngậm miệng, nhưng dưới ánh mắt của Thẩm Ngọc thì nụ cười kia của hắn cực kỳ đáng đánh. Phương Duệ không tiếp tục trêu chọc Thẩm Ngọc, hắn ngồi xuống, xoa xoa đầu nàng. Nàng hãy ngủ thêm chút nữa đi, thời gian sắp tới có lẽ kinh thành sẽ đại loạn. Thẩm Ngọc hiểu rõ ý trong lời này của Phương Duệ. Thật không muốn trở lại Hoàng Cung, chẫm muốn ở đây cùng nàng lăn lộn. Thẩm Ngọc, người này mới vừa đứng đắn được một câu. Ta mới không muốn cùng ngươi lăn lộn. Giờ chấm phải hồi cung, nếu nàng muốn gặp chấm thì để cầm y vệ truyền tin. Sắp tới nàng cũng không thể tiến cung, như vậy quá mức huynh hoàng. Ta biết rồi, ngươi mau đi đi. Thẩm Ngọc một lần nữa chui vào trong chăn. Phương dậy lại xoa xoa đầu Thẩm Ngọc, dịu dàng nói, ngày mai chấm sẽ trả lại cục bột nhỏ, để nó về đây chơi với nàng. Thẩm Ngọc, trả lại cục bột nhỏ. Con mèo kia hình như là của tiểu thiếp bên phủ lôi thanh đại cơ mà, vậy mà từ trong miệng hắn nói ra làm nàng cảm thấy cứ như cục bột nhỏ là của hắn vậy. Thẩm Ngọc nghĩ cụm danh từ không biết xấu hổ đúng là sinh ra để dành cho người này. Phương Duệ thứ dịch sắc trời còn chưa sáng, rời khỏi phủ Thái Bảo để trở lại Hoàng Cung, tăng lễ của Hạ Phi được cử hành theo đúng nghi lễ cấp bậc, không có ai nghi ngờ bên trong quan tài lại chống không. Phương Duệ cũng rời đi trước khi Hạ Huyệt khoảng một nén nhang, ở trong mắt người ngoài thì Hạ Phi đã phạm sai lầm lớn, có thể chôn cất theo cấp bậc quý phi quả thực đã khoan dung với nàng. Đừng nói đến việc bệ hạ hắn còn thắp cho nàng một nén hương trước khi chôn cất, như vậy không ai có thể nói hắn cạn tình cạn nghĩa. Ngày thứ hai sau khi hạ táng hạ phi, Di Xuân Các ở thành Kim Đô liền xảy ra án mạng. Án mạng xảy ra ở thành Kim Đô vốn do Thuận Thiên Phủ chịu trách nhiệm, nhưng đây không phải vụ án đơn giản mà bên Thuận Thiên Phủ có thể xử lý. Vụ án này liên quan trực tiếp đến ba vị đại thần trong triều, Thuận Thiên Phủ không dám tự ý, bọn họ đành phải gửi thượng tấu cho Phương Duệ. Thời điểm nhìn thấy tấu trương, Phương Duệ mới nhớ tới trong ấn tượng của hắn quả thực có xảy ra án mạng này, chỉ là chuyện đã quá lâu, nếu không phải có người trình tấu thì hắn căn bản đã quên mất. Chuyện này nói ra thì đúng là ly kỳ. Thân tỷ tỷ, thân biểu tỷ vừa mới hạ táng ngày hôm trước, ngay ngày hôm sau đệ đệ cùng biểu đệ liền dạo chơi kỹ viện. Phương Duệ vừa mới xem hết tấu trương, phía ngoài đại nguyên điện chợt chuyển đến một trận khóc than. Bệ hạ, người phải làm chủ cho cựu thần. Nghe được giọng nói này, Phương Duệ liền nhận ra đây là quan nhị phẩm cùng phe với Vương Trung Nguyên Trần Chiết. Phương Duệ nói với Dung Thái, cho hắn vào đi. Chốc lát sau, Trần Chiết một phen nước mắt nước mũi quỳ trước mặt Phương Duệ, hắn chỉ hơn 40 tuổi, nhưng lúc này trông không khác gì một ông lão 60. Bệ hạ, mong người làm chủ cho cựu thần. Phương Duệ bỏ tấu trương xuống bàn, hắn nhìn về phía Trần Chiết, giọng điệu mang theo tiếc thương. Chuyện của lệnh lang, trẫm cũng mới vừa xem tấu trương xong, Trần Đại Nhân hãy nén đau buồn. Trần Chiết tuổi già mất con, khóc lóc kể lể. Bệ hạ, thành cầu người cho nhi tử của cựu thần một công đạo. Phương Duệ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hắn đi xuống dưới đỡ Trần Chiết đứng lên rồi nghiêm túc nói. Trần Đại Nhân, ngươi hãy yên tâm, giết người phải đền mạng, cho dù người kia có là họ hàng với chấm thì thiên tử phạm pháp cũng xử tội như thứ dân, chấm tự nhiên sẽ cho lệnh lang một công đạo. Cựu thần đã tự mình đến cửa, nhưng hạ gia cùng vương gia đều nói hai tên hung thủ kia còn chưa trở về. Cựu thần không tin, bọn họ chắc chắn bao che cho hai người đó nguyên nhân xảy ra án mạng có thể nói là ý thế hiếp người cũng có thể nói do một chữ sắc gây nên vương gia và hạ gia đều có duy nhất một người con trai hai người này từ nhỏ đã được nung chiều hồ chi hai nhà vương gia cùng hạ gia còn liên thủ với nhau trên triều vì thế không có người nào dám đắc tội do đó hai tên này rất nghênh ngang bình thường cũng hay làm sằng làm bậy hoành hành ngang ngược ai dám chống đối là bọn họ liền nghĩ cách trả thù hai tên này là khách quen của di xuân các yên chi tục phấn bình thường đều làm bọn họ trướng mắt, bọn họ chỉ vừa mắt hoa khôi đầu bảng. Trùng hợp lần này đến Di Xuân Các, hoa khôi đầu bảng lại bị người khác lựa chọn, tú bà vì không dám đắc tội hai vị nhị thế tổ, cuối cùng bà ta đành đi khuyên vị khách nhân kia chờ đến lần sau. Nhưng ai biết nhi tử của Trần Chiết lại là người hiếu thắng, từ nhỏ đến lớn hắn cũng được người nhà nâng trong tay như bảo bối. Lần này làm gì có chuyện hắn chịu thiệt nên dù tú bà có nói gì thì hắn cũng không chịu đã thấy hắn còn mở miệng nói hai người kia là công tử vô công rồi nghề, chỉ dựa vào thế lực trong nhà mà hoành hành ngang ngược. Lời này đúng lúc bị hai vị nhị thế tổ kia nghe được, hai bên liền xông vào đánh nhau, cảnh tượng vô cùng hỗ loạn. Thiếu gia nhà họ Vương bị đánh đau liền bật lại đem thiếu gia nhà họ Trần Quang ra ngoài cửa sổ, Trần Thiếu gia bị ném từ lầu ba xuống dưới đất, trực tiếp tử vong tại chỗ. Vương Thiếu gia cùng Hạ Thiếu gia thấy tình thế không ổn nên cũng không dám ở lại lâu, bọn họ lập tức chạy mất dạng đợi đến khi nha dịch đến thì không biết người đã chạy đến nơi nào nha dịch đành phải đến vương phủ cùng hạ phủ để đòi người nhưng người ở hai phủ đều nói thiếu gia nhà bọn họ chưa trở về tùy ý nha dịch vào trong lục soát Trần chiếc khóc than xong hắn lại tiếp tục quỳ xuống dáng vẻ cái gì cũng không quan tâm bệ hạ không nói gạt người cựu thần chỉ có duy nhất triển nhi là con trai giờ triển nhi đã không còn nên cựu thần cũng không phải băn khoăn điều gì sáng sớm ngày hôm nay Hạ gia cùng vương gia còn đến phủ nhà cựu thần với ý đồ thuyết phục cựu thần không được tiết lộ chuyện gì, nhưng bây giờ cựu thần nhất định phải nói. Phương Duệ khẽ câu mày, hắn đã đoán được đại khái, nội bộ bọn chúng đã bắt đầu cắn nhau, mà hắn chính là ngư ông đắc lợi. Trần Đại Nhân có chuyện gì cứ nói thẳng. Bệ hạ, trong tay cựu thần có chứng cơ tham ô nhận hối lộ của các chư vị đại thần trong nhiều năm qua. Cựu thần biết rõ hiện tại bệ hạ muốn diệt trừ thế lực của vương gia cùng hạ gia, cựu thần xin đem những chứng cứ này trình báo lên bệ hạ. Phương Duệ khẽ cong khóe môi, môi dâng tận cửa chắc hẳn có bẫy, nhưng miếng môi lần này thực sự béo bở nên hắn làm sao có thể không cần. Trần Đại Nhân yên tâm, chuyện của lệnh lang châm sẽ lập tức cho người của Đông xưởng đi xử lý, trong vòng 10 ngày nhất định sẽ phơi bày toàn bộ sự thật, thỉnh Trần Đại Nhân giữ gìn sức khỏe đến lúc đó. Lời này của Phương Duệ có ngụ ý riêng. Cựu thần hiểu rõ, Trần Chiết hiểu rõ giữ gìn sức khỏe là có ý gì, Nghĩ đến chuyện Lưu Thượng Thanh bị Trần Trì tố cáo thì ngay đêm đó liền truyền ra tin tức Lưu Thượng Thanh thất cổ tự tử. Bọn họ đều là người sáng suốt nên đều biết rõ chuyện nào có đơn giản như vậy. Sau khi Trần Triệt cáo lui, Phương Duệ bèn cố gắng ngồi nhớ lại, phải một lúc lâu hắn mới nhớ ra một tư đầu mối, Phương Duệ lập tức gọi Dung Thái tới. Đi điều tra tất cả các kỹ nữ trong Di Xuân Các. Hắn còn nhớ hai tên nhị thế tổ kia không phải là hung thủ thật sự, hung thủ thật sự thực chất là một kỹ nữ đời trước hắn để dung thái điều tra chuyện này đúng lúc ấy thì thẩm ngọc lại gặp chuyện nên hắn mới không hỏi kỹ kết quả điều tra mặc dù hai tên kia không phải hung thủ nhưng cũng không tránh khỏi việc bị liên quan thế nên việc trừng phạt tất nhiên vẫn cứ phải trừng phạt theo quy định đời này phương duệ vẫn giao vụ án cho dung thái xử lý sau khi dung thái đi ra ngoài phương duệ vậy mà lại nghĩ đến chuyện nữ nhi tình trường hắn rất muốn gặp thẩm ngọc sáng hôm nọ mới nói với thẩm ngọc nếu nhớ hắn thì để cẩm y vệ truyền lời nhưng không đợi thẩm ngọc nhớ đến hắn, hắn đã không thể kìm được suy nghĩ muốn đi tìm nàng, ôm nàng vào trong ngực. Giáng vẻ động lòng người đêm qua của thẩm ngọc bắt đầu hiện lên trong đầu phương duệ, hạ thân hắn lập tức căng cứng. Phương duệ thầm mắng một tiếng rồi tiếp tục lật xem tấu trương, hắn cưỡng bách chính mình phải chú ý đến tấu trương đặt phía trước. Ngoài việc xử lý chuyện triều chính, phương duệ còn phải chú ý đến việc thái hậu đã bắt đầu dục dịch ra tay. Dù hắn có muốn thẩm ngọc thì ba ngày liên tục đều không thể nhìn thấy nàng mà thẩm ngọc này đúng là đồ bạc tình bạc nghĩa qua ba ngày rồi cũng không có để cho cẩm y vệ truyền lời nói muốn gặp hắn nhưng hắn lại muốn gặp nàng hôn nàng sờ nàng tại phủ thái bảo phía đằng xa thẩm ngọc bỗng nhiên hắt hơi một cái nàng nhíu mày suy nghĩ có lẽ nên mặc thêm nhiều y phục một chút thời tiết gần đây lại chuyển lạnh hơn thẩm ngọc đột nhiên có một giọng nói gào thét như muốn xé rách trời truyền đến tai thẩm ngọc thẩm ngọc nhức đầu đỡ lấy chán ăn nhàn quá lâu nên nàng quên mất có một đại nhân vật là Lôi Thanh Đại tồn tại. Tránh cho Lôi Thanh Đại không biết đúng mực tự tiện xông vào. Thẩm Ngọc đành phải ra khỏi gian phòng ấm áp. Nếu như có thể nàng rất muốn không phải ra ngoài nửa bước. Vừa mới ra cửa, lúc đóng cửa quay người lại thì bả vai liền bị người ta dùng lực nắm lấy, cùng với khuôn mặt khóc nỉ non như đứa trẻ của Lôi Thanh Đại. Về mặt Lôi Thanh Đại kinh hoàng, hắn không ngừng lắc lắc bả vai Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc. Bọn họ đều nói ngươi là giống cái. Ngươi mau nói cho ta biết những lời bọn họ nói đều là giả đi. Thẩm Ngọc bị lắc đến choáng váng đầu óc, nhưng nghe đến từ giống cái mà lôi thanh đại dùng để hình dung nàng thì khóe miệng nàng lập tức giật giật. Nội tâm nàng gào thét, ngươi mới là giống cái, ngươi từ đầu tới đuôi đều là giống cái. Cách trường, về mặt lôi thanh đại kinh hoàng, hắn không ngừng lắc lắc bả vai Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc, bọn họ đều nói ngươi là giống cái, ngươi mau nói cho ta biết những lời bọn họ nói đều là giả đi. Ta không phải, Nghe được Thẩm Ngọc nói câu kia, Lôi Thanh Đại dừng lại động tác, vẻ mặt kinh sợ trong nháy mắt được xoa dịu. Hù chết ta mất, nếu ngươi mà là giống cái, thì ta chính là, ta là nữ tử. Thẩm Ngọc rất bình tĩnh nói ra bốn chữ ta là nữ tử, nhưng bốn chữ này lại giống như sấm sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng vào Lôi Thanh Đại khiến hắn ngũ quan đều vặn vẹo. Lôi Thanh Đại vẫn nắm bả vai Thẩm Ngọc, cả người hắn giống như hóa thành tảng đá, cứng ngắc không động đậy. Dáng vẻ này của hắn tựa như gặp phải đả kích không nhỏ lôi đại tướng quân thẩm ngọc thử gọi một tiếng ý đồ gọi lôi thanh đại đang mất hồn về với thực tại lôi thanh đại thật sự hồi hồn hắn buông thẩm ngọc ra rồi lui về phía sau hai bước đôi mắt hắn trợn to không thể tin nhìn thẩm ngọc từ đầu đến chân từ chân đến đầu ngươi thật sự là giống cái mặc dù nàng không còn gì để nói đối với cách dùng từ của lôi thanh đại nhưng thẩm ngọc vẫn gật đầu lôi thanh đại lộ ra vẻ mặt kinh sợ hắn bẩm bẩm làm sao có thể như thế được ta nhìn như nào cũng không hề thấy có nét tương tự giống cái dù vai không thể vác nặng tay không thể khiêng đổ ngay đến chói gà cũng không chặt rồi còn môi hồng răng trắng thì chẳng có nơi nào là đặc trưng của giống cái thẩm ngọc bị lôi thanh đại nói thế thẩm ngọc cảm thấy trước kia hình tượng của nàng không hề giống với một nam nhân tay chói gà không chặt còn môi hồng răng trắng đây chẳng phải là chút ít đặc thù của nữ tử sao vậy phải thế nào mới được coi là giống nữ tử thẩm ngọc không ngờ ngươi lừa ta nhiều năm như vậy ngũ qua lôi thanh đại nhíu chặt lại một chỗ ánh mắt hắn nồng đậm ý oán giận kiểu như thẩm ngọc lừa hắn không ít bạc trong những năm gần đây thẩm ngọc không có cách nào phản bác lại lời nói của lôi thanh đại nàng đâu chỉ lừa một người là lôi thanh đại nàng còn lừa khắp người trong thiên hạ đồng thời còn phạm tội khi quân chẳng qua phương duệ dùng mưu kế để đè lại chuyện này thẩm ngọc suy nghĩ một chút cảm thấy bản thân vẫn nên hối lỗi thì tốt hơn nàng cúi người mang theo phần ấy náy hướng về phía lôi thanh đại Thành thật xin lỗi lôi đại tướng quân vì đã lừa gạt ngài nhiều năm như vậy. Lôi thanh đại đau đầu đỡ lấy chán. Ta vậy mà lại xương huynh gọi đệ với một nữ nhân. Thổng Ngọc yên lặng lườm lôi thanh đại một cái. Nàng còn không chê hắn. Vậy mà hắn dám ghét bỏ nàng. Ta cần tỉnh táo một chút. Nói hết lời này, lôi thanh đại lập tức xoay người. Hắn rời đi nhanh chóng giống như phía sau lưng có sải lang hổ báo đuổi theo. Nhưng mà ví vậy cũng không phải cho dù sau lưng lôi thanh đại là xài lang hổ báo thì hắn cũng sẽ không chạy trốn, hắn phải đánh chết bọn chúng rồi mới rời đi. Thực ra lôi thanh đại sợ nhất là nữ nhân, hắn thích nữ sắc nhưng lại sợ nữ nhân, việc sợ nữ nhân không phải do bản tính trời sinh mà là do sau này mới hình thành. Từ khi trong phủ có 12 thế thiếp là nhà hắn không có nổi một ngày yên lành, hắn rất hối hận khi cưới nhiều như vậy. Không chỉ không được yên tĩnh mà đến cả bổng lộc cũng không đủ để làm chi phí cho các nàng. Hầu như cứ đến mấy ngày cuối tháng là hắn lại gặp tình cảnh cháo trắng với cải xanh. Hiện tại đừng nói là đi nghi xuân viện, giờ hắn chỉ cần nhìn thấy nữ nhân là đã quay đầu bỏ chạy. Cộng thêm việc thầm ngọc mà hắn quen biết lại lừa gạt hắn suốt 5 năm, lúc này hắn càng cảm thấy nữ nhân là một quần thể đặc biệt đáng sợ. Nhưng, lôi thanh đại không hề biết chuyện khiến hắn càng thêm sợ hãi còn ở phía đằng sau. Lôi thanh đại vốn định về phủ để ổn định tâm trạng thì người trong cung lại đột xuất đến. Họ nói hắn đã trở lại kinh thành lâu như thế, sao lại không vào cung diện kiến thánh thượng. Lôi thanh đại Lôi thanh đại vừa mới về đến kinh thành cùng lắm là khoảng một canh giờ. Hắn còn muốn về phủ nghỉ ngơi nửa ngày rồi sẽ tiến cung gặp bệ hạ, chứ không phải giống như hiện tại bệ hạ cho người đến tận phủ gọi hắn. Nội tâm lôi thanh đại có chút thấp thỏm, nếu như bình thường bệ hạ chủ động cho người gọi hắn tiến cung, điều này chứng tỏ hắn đã phạm phải sai lầm. Nhưng mà hắn mới trở về thì có thể phạm phải sai lầm gì? khổ nỗi lôi thanh đại thuộc dạng thần kinh thô trong nghĩ vạn nghĩ thì hắn cũng không nghĩ đến nguyên nhân từ thẩm ngọc với lại không biết là do thị giác của ám vệ có vấn đề hay là ám vệ mượn việc công trả thù riêng lôi thanh đại vốn chỉ nắm chặt bả vai thẩm ngọc rồi lắc lắc nhiều lần nhưng truyền đến tai phương duệ lại là lôi thanh đại ôm thẩm ngọc rất lâu lần này lôi thanh đại quả thực bị oan uổng thời điểm tiến cung lôi thanh đại liền gặp dung thái đứng bên ngoài dung thái vẫn là dung thái trước kia chỉ là thân phận hiện nay đã cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Vừa thấy Dung Thái, Lôi Thanh Đại lập tức định nọt. Dung Đô Đốc, lâu rồi không gặp mà nhìn ngài càng ngày càng phong độ. Không biết lần này bệ hạ gọi ta tiến cung gấp gáp là có việc gì vậy? Lôi Thanh Đại chuyển từ nịnh nọt sang dò hỏi vô vùng uyển chuyển tự nhiên. Dung Thái đáp, bệ hạ đang đợi lôi tướng quân ở võ trường, lôi tướng quân đến đó sẽ biết được bệ hạ vì sao lại tình ải. Sao hắn đột nhiên cảm thấy lời thải quen tai này trước đây đã từng xuất hiện? Lôi Thanh Đại theo Dung Thái đến võ trường đấu luyện, Dung Thái xoay người, ánh mắt nhìn Lôi Thanh Đại mang theo vài phần đồng tình. "Lôi tướng quân, lần này ngài tự giải quyết cho tốt. Hiện tại độc dược trong người bệ hạ đã được giải, chắc chắn võ nghệ cũng tăng lên mấy bậc, đặc biệt là công phu hành hạ người chỉ tăng chứ không có giảm." Lôi Thanh Đại nuốt một ngụm nước bọt, cuộc đối thoại này đâu chỉ quen quen, chính cái võ trường này cũng là nơi hắn rất không muốn tiến vào. Phương Duệ đứng ở trên sàn đấu nở nụ cười nhìn Lôi Thanh Đại, giọng điệu thân thiết nói lôi khanh ra đã rất lâu rồi chấm không cùng khanh bàn luận võ học nghe nói hôm nay khanh trở về chấm liền cho người gọi khanh tiến cung bồi chấm vài chiêu cơ bản lôi thanh đại lặng lẽ nhìn cây lang nha bổng trong tay bệ hạ rồi lại lặng lẽ nhìn ánh mắt bệ hạ thỉnh thoảng chăm chú dừng lại ở hai tay của hắn đây đâu phải muốn bàn luận về võ học bệ hạ rõ ràng muốn phế hai tay hắn lôi thanh đại bịch một tiếng quỳ xuống hướng về phía phương duệ cầu xin tha thứ bệ hạ thần biết sai rồi ngàn sai vạn sai cũng đều là thần sai. Trước mặt Phương Duệ, Lôi Thanh Đại nhận thức về mối nguy hiểm so với ai khác cũng đều nhanh hơn. Còn chưa lên đây, Phương Duệ vốn còn vui vẻ, khi Lôi Thanh Đại quỳ xuống thì hắn lập tức thay đổi sắc mặt và gầm lên một tiếng. Tên này lại dám chiếm tiện nghi của Thẩm Ngọc, hôm nay hắn không chặt đứt hai tay hắn ta thì hắn không phải là họ Phương. Lôi Thanh Đại bị gầm một tiếng như thế, hắn càng không dám đi tới. Bệ hạ coi như người muốn thần chết thì người cũng phải cho thần biết rõ lý do. Bệ hạ quả thực đang tức giận. Trong lòng Phương Duệ còn đang bực bội chuyện lôi thanh đại ôm thẩm ngọc, đột nhiên có một tiểu thái giám chạy lên võ đài nói với Phương Duệ, bẩm báo bệ hạ, cung vương trở lại kinh thành. Nghe được tin cung vương trở lại kinh thành, Phương Duệ hít sâu một hơi rồi mạnh mẽ ném lang nha bồng xuống đất tạo thành một tiếng vang lớn. Lôi thanh đại này đúng là con trâu đen ngu xuẩn thích chọc hắn tức chết. Phương Duệ không kịp chút giận lên lôi thanh đại, hắn một thân tức giận đùng đùng rời đi lôi thanh đại quỳ ở dưới vẫn ngô nghê không hiểu vì sao sau khi phương duệ đi dung thái mới tiến đến nhắc nhở lôi tướng quân ngày có nghe được lời đồn đãi gần đây trong kinh thành không lôi thanh đại đứng lên hắn không có thói quen bệ hạ cho đứng dậy thì mới được đứng dậy lôi thanh đại gật đầu nói nghe được bọn họ nói thẩm ngọc là giống là nữ nhân còn chuyện gì nữa lôi thanh đại lắc đầu làm gì còn tin tức nào dọa người bằng việc thẩm ngọc là nữ nhân dung thái thở dài một hơi đúng là làm khó lôi thanh đại hắn thật không hiểu lôi thanh đại làm sao có thể bình an sống đến tận bây giờ toàn bộ kinh thành đều đồn bệ hạ muốn lập thẩm ngọc làm hoàng hậu hai chân lôi thanh đại đột nhiên mềm nhũn hắn vịn lấy bả vai dung thái ánh mắt đủ loại hoàng sợ thanh âm cũng run rẩy dung đô đốc à ngài thấy ta còn chưa đủ kinh hãi sao dung thái bỏ tay lôi thanh đại ra sau đó vỗ vỗ bạc vai lôi thanh đại và cười lôi tướng quân trên đời này có rất nhiều chuyện khiến ngài không thể tưởng tượng nổi dung thái nói xong cũng lập tức rời khỏi võ trường lôi thanh đại một mình đứng giữa võ trường đầu óc hắn là một mảng hỗn loạn hắn chẳng qua chỉ rời kinh thành chưa đến nửa năm nhưng sao hắn lại cảm thấy giống như đã rời đi mấy năm rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện lúc này tại ngự hoa viên bên cạnh hồ sen có một người mặc y phục màu đen không giống với trang phục của nam tử trung nguyên Hoàng bá, nghe được âm thanh, nam tử xoay người lại, nhìn mặt hắn chỉ khoảng hơn 30, tướng mạo tuấn giật, mặt mày có vài phần tương tự phương duệ. Nam tử thấy rõ người đến liền lộ ra nụ cười thản nhiên, bệ hạ, tiếng hoàng bá vừa rồi chính là phương duệ gọi. Đại hoàng bá của phương duệ cũng là trưởng tử của thành đế phương quân, bởi vì vô duyên với ngôi vị hoàng đế nên hắn được phong làm cung vương. Sau đó do sự nghi kỵ của tiên đế cũng chính là phụ hoàng của phương duệ, cung vương liền bị lưu đày đến quan ngoại đến khi phương duệ lên ngôi hắn nhiều lần đến quan ngoại tìm kiếm cung vương để mời hoàng bá hồi kinh tức rằng khi ấy hoàng bá vẫn chưa muốn trở về lần này hoàng bá trở về sau không thông báo trước với trẫm trở về cũng không phải là chuyện gì lớn không cần thiết phải điều động binh lực vậy lần này hoàng bá sẽ không đi nữa chứ cung vương nhàn nhạt, nhạt cười xem tình hình thế nào cung vương trở về lần này do phương duệ lại một lần nữa cho người đi mời và truyền lời đúng năm chữ kinh thành biến đổi lớn đại nguyên điện tất cả những người khác đều lui ra ngoài, trong điện chỉ còn Phương Duệ và Cung Vương. Phương Duệ thu lại vẻ tươi cười, hoàng bá, chấm muốn lật đổ hạ gia cùng Vương gia, hy vọng hoàng bá có thể xuất thủ tương trợ. Cung Vương cười cười, thần hiện tại bất quá chỉ là một người trong hoàng thất bị lưu đày có thể tạo được tác dụng gì chứ. Hoàng bá quá khiêm tốn, người nổi tiếng văn thao võ lược, so với phụ hoàng của chấm đều muốn xuất sắc hơn, sao có thể không có tác dụng. Lật đổ hạ gia cùng vương gia là việc quan trọng hàng đầu, tiếp đó còn phải diệt trừ Đông Cương, người Đông Cương đều đã trà trộn vào Hoàng Cung. Phương Duệ tin tưởng cung vương, Hoàng bá hắn là người như nào thì hắn là người hiểu rõ nhất, hơn nữa Hoàng bá cũng là người mà hắn kính trọng nhất. Cung vương hơi kinh hãi, người Đông Cương đã trà trộn vào Hoàng Cung. Chính là Tiêu Phi. Cung vương yên lặng hồi lâu, hắn không hỏi chuyện Tiêu Phi, ngược lại hỏi. Sau khi giải quyết xong hạ gia và vương gia, phía Thái Hậu, bệ hạ định xử lý ra sao? vĩnh viễn không được ra khỏi an ý cung nửa bước. Nghe được đáp án này, cung vương khẽ thở phào nhẹ nhõm, tốt lắm, thần sẽ giúp người. Phương Duệ không có bất kỳ ngoài ý muốn nào đối với đáp án này của cung vương. Còn chút huyện chính sự có thể để sau bàn tiếp, đêm nay hoàng bá cùng chấm xuất cung uống vài chén rượu ôn lại chuyện xưa, có được không? Cung vương hơi cục mắt, hắn yên lặng hồi lâu rồi mới phun ra một chữ được. Nhiều năm không thấy, cũng đến lúc nên đi gặp. Cách trường, Phố xa kinh thành, nơi mà từng mảng rêu phong lặng lẽ nằm lại ở những ngách nhỏ nắng không dọi tới. Tận sâu trong ngõ nhỏ, hương rượu thanh thuần len lòi qua từng dãy phố rồi tràn đầy khắp phố phường. Ngươi không uống rượu, vậy đến tử quán này của ta chỉ để ngồi không sao. Thẩm Ngọc cười cười, cũng không nói chuyện. Mấy ngày trước cũng chỉ vì uống rượu mà nàng đã bị tổn thất rất nặng, từ đó nàng liền không dám chạm vào rượu. Nàng đến nơi này không phải vì uống rượu, nàng chỉ đang tránh nạn. Kể từ khi Lôi Thanh Đại biết được chuyện nàng là nữ tử, chính hắn không đến tìm nàng nhưng hắn lại để cho hơn 10 thi thiếp thay nhau đến phủ Thái Bảo dò hỏi tin tức. Chuyện hỏi nhiều nhất chính là Thẩm Ngọc thật sự là nữ nhân sao? Sau đó chính là gần đây bệ hạ có triệu kiến Thẩm Ngọc hay không? Mặc dù nàng cũng là nữ nhân, nhưng nàng không chịu nổi mười mấy nữ nhân thay nhau ra trận hành hạ nàng. Lại nói kể từ khi Phương Duệ đem cục bột nhỏ đến đây, nó chỉ quanh quẩn ở đây với nàng một lúc rồi quen đường về phủ tướng quân. Thẩm Ngọc lại đang nhàn rỗi, nhàn rỗi đến nỗi bám theo một con mèo, đến khi thấy nó một đường chạy về hướng cách vách thì nàng mới yên tâm đi ra ngoài. Những người mà Thẩm Ngọc quen biết dường như vẫn còn bị đả kích với thân phận của nàng, mà trước kia trừ phủ Thái bảo cùng hoàng cung thì nàng cũng không có nơi nào khác có thể tránh nạn, cho nên lúc này nàng mới đến quán rượu. Chỉ cần một bình trà nóng là được rồi, ta vẫn trả tiền theo giá rượu. Lão bản nương thú vị cười, muốn uống trà sao không đi quán trà, đến quán rượu đòi uống trà? Ngươi cũng thật thú vị. Mặc dù nói thế nhưng nàng vẫn xoay người mang cho Thẩm Ngọc một bình trà, nàng đặt bình trà lên bàn rồi nhìn Thẩm Ngọc nói, nhìn sắc mặt tái nhợt không một chút máu của người kia, đúng lúc hôm nay ta có mua đường đỏ, để ta nấu cho ngươi một bát trà gừng đường đỏ. Nghe thấy trà gừng đường đỏ, Thẩm Ngọc thoáng ngây người, sau đó sắc mặt lập tức hồng hồng, nàng cúi đầu nói, "Cảm ơn." "Không cần cảm ơn, trà gừng này thu phí." Hai người xem như ngầm hiểu lẫn nhau. Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân hướng về phía tử quán, lão bản nương liền xoay người đồng thời nói, ta ra ngoài cho hỏi khách hứa, ngươi ngồi đi, muốn ngồi bao lâu thì ngồi. Tiếng nói của lão bản nương càng lúc càng nhỏ, khó có thể nghe thấy được. Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão bản nương, nàng chỉ thấy lão bản nương đứng ngây người tại chỗ, dáng vẻ kinh ngạc nhìn về phía trước. Thẩm Ngọc cũng có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn sang, vừa mới quay đầu nàng liền lập tức thu hồi ánh mắt, sống lưng dựng thẳng tắp, giả vờ làm một người qua đường đến tử quán uống trà. Phương Duệ lướt mắt nhìn bóng lưng có vài phần trột giả ở đằng kia, khóe mắt khẽ nhăn lại. Mấy ngày nay hắn đều nhớ đến nàng, vậy mà cái người không tim không phổi kia lại một mình chạy đến đây uống. Uống trà. Mệt cho nàng còn biết trột giả, cũng may nàng còn tự biết rõ chính mình không uống được rượu. Nếu như lúc không có hắn ở bên mà nàng dám động vào rượu thì hắn sẽ hảo hảo trừng phạt nàng một phen. Phương Duệ thu hồi tầm mắt Hắn nhìn sang Hoàng Bá đang mang theo ý cười nhẹ nhàng, còn trong tử quán là lão bản nương đã hoàn toàn ngây ngốc thì cũng rất là bất đắc dĩ. Cửu nương đã lâu không gặp. Cung Vương nhìn lão bản nương, ngữ điệu bình thản như nước sông lặng lời trôi, xem không ra biến hóa. Một tiếng cửu nương khiến lão bản nương đột nhiên hồi phục thần trí, nàng nở nụ cười thản nhiên, trong vui vẻ mang theo vài phần xa cách. Hai vị khách quan giờ đã đến lúc tử quán đóng cửa, thỉnh hai vị. Cửu nương còn chưa nói xong, Phương dậy lại lo chính mình không qua được cửa quán rượu, hắn nhanh chóng đi vào rồi ngồi xuống bên cạnh bàn thẩm ngọc. Đại ba, nhanh lại đây ngồi, chỗ này đông ấm hạ mát rất thích hợp uống rượu. Cửu nương, nàng bỗng nhiên thấy tên này đúng là đồ bạch nhãn lang lấy oán trả ơn. Mà cung vương cũng trực tiếp phớt lờ lời nói của cửu nương, hắn tiến vào quán rượu nhỏ, cởi áo choàng màu xám trắng rồi ngồi xuống. Thẩm Ngọc nghe thấy Phương dậy gọi một tiếng đại bá, trong nháy mắt nàng liền biết rõ thân phận của nam tử kia lúc này nàng càng không dám cùng Phương Duệ chào hỏi. Không biết vì sao nàng bỗng cực kỳ khẩn trương, tay cầm chén trà cũng đổ mồ hôi. Thẩm Ngọc có một chút căng thẳng giống như tiểu tức phụ vô tình gặp phải gia đình nhà chồng tương lai trên đường cái, hơn nữa lúc này nàng còn ăn mặc không được thích hợp. Thẩm Ngọc từ khi khôi phục thân phận nữ tử, trừ lần mặc y phục nữ ở đại nguyên điện trước văn võ bá quan, thì từ đó trở đi nàng vẫn mặc nam trang. 8 năm trước, cung vương đã rời khỏi kinh thành, hắn chỉ nghe nói thầm ngọc là nữ giả nam trang, chứ không biết tướng mạo thầm ngọc như thế nào và càng không biết người ngồi ở bàn bên cạnh chính là thầm ngọc, nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong các buổi trà dư tử hậu ở Kinh Thành. Lão bà nương, cho một bình rượu hoa tiêu. Phương Duệ giống như chỉ đơn thuần đến quán uống rượu ôn chuyện. Cửu nương nhắm mắt lại, nàng hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, sau đó đi mở nắp chum để múc rượu. Toàn bộ quá trình, nàng đều không nhìn cung vương một lần nào. Bầu không khí giữa hai người, cho dù là thẩm ngọc giả vờ làm người qua đường cũng đều cảm giác được, đặc biệt là vừa nãy Cung Vương còn gọi một tiếng cửu nương, chứng tỏ hai người này có quen biết. Nhớ tới lần uống rượu trước, Phương Duệ nói lão bản nương đang chờ người, lão bản nương cũng thừa nhận, hơn nữa Phương Duệ cùng lão bản nương tựa như có quen biết nhau. Mà Cung Vương rời khỏi kinh thành đã 8 năm, chỉ cần nghĩ một chút là liền rõ ràng. Tuy nhiên, Cung Vương hiện tại cũng đã 40, mà lão bản nương Thẩm Ngọc lén lén lút lút nhìn thoáng qua lão bản nương, búi tóc dùng khăn trùng đầu buộc lại, một thân áo váy bình thường, mặt mày không son phấn. Dù ăn mặc như một phụ nhân bình thường nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy lão bản nương chỉ khoảng 27, 28 tuổi. Không giống như cùng độ tuổi với cung vương, vậy hai người này làm sao lại biết được nhau? Dường như phát giác được ánh mắt lén lút của Thẩm Ngọc, Phương Duệ bèn nhìn thoáng qua nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, lúc này Thẩm Ngọc mới nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Bình rượu hoa tiêu bị Cửu Nương dùng sức đặt lên trên bàn, giọng nàng cực kỳ không có thiện ý, "Cứ tự nhiên." Cửu Nương nói xong lập tức xoay người, ngồi xuống trước bàn Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc trong nháy mắt có chút ngơ ngác, nhìn ra tâm tình của Cửu Nương không được tốt, nàng yên lặng rót một chén trà gừng đường đỏ để trước mặt Cửu Nương. Cửu Nương nhìn Thẩm Ngọc, nàng đưa lưng về phía bàn bên cạnh, hốc mắt bắt đầu ửng đỏ. Thẩm Ngọc đột nhiên hiểu ra Cửu Nương vì ai mà mất khống chế. Cửu Nương, 8 năm không gặp cuộc sống của ngươi vẫn tốt chứ? cung vương ở phía sau, vẻ mặt vẫn trước sau như một, dáng vẻ giống như tùy tiện hỏi han. nội tâm thẩm ngọc có chút chua xót, để cửu nương một mình đợi chờ suốt 8 năm, người này đúng là không tim không phổi. thẩm ngọc lập tức đứng lên, nàng nhìn về phía cung vương, thái độ thì giống như không quen biết phương rồi. nàng khẽ nhấn mày, vẻ mặt hoài nghi hỏi cung vương: các hạ quen biết cửu nương nhà ta sao? cung vương hơi sững sờ, hắn nhìn bóng lưng cửu nương rồi hỏi. Cửu nương, vị này là. Cửu nương cũng sững sờ. Đâu chỉ cung vương cùng cửu nương sững sờ, ngay đến phương duệ cũng đều sững sờ, từ khi nào thì lão bản nương lại thành cửu nương nhà nàng. Ngay sau đó phương duệ lập tức hiểu dụng ý của Thẩm Ngọc nên cũng không vạch trần nàng. Cửu nương khẽ chớp mắt đem nước mắt ép trở lại bên trong, sau đó nàng đứng lên, đi về phía bên cạnh Thẩm Ngọc, lúc này khuôn mặt nàng vui vẻ như lúc đón tiếp khách nhân. Vị này là. Cửu nương nhìn thoáng qua Thẩm Ngọc, Vui vẻ trên mặt càng đậm, ngoài ra còn mang theo mấy phần ngọt ngào. Thẩm Ngọc lại không hề vui vẻ, ánh mắt nàng nhìn cung vương giống như khi Phương Duệ nhìn Mai Tuyền Cơ, đây là loại ánh mắt khi nhìn thấy kẻ địch. Cửu Nương là vị hôn thê của ta. Phương Duệ đang thưởng thức rượu, lúc nghe được một câu kia hắn liền bị sặc rượu. Lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía hắn. Ánh mắt của Thẩm Ngọc rất bình thản, nhưng kèm trong đó là ý tứ ngươi đừng phá hỏng chuyện tốt của ta. Khô khụ phương duệ mãnh liệt ho vài cái sau đó chỉ cười nói sao ta nhìn thế nào cũng thấy vị huynh đài này còn nhỏ tuổi hơn lão bản nương trông có vẻ không được xứng đôi cho lắm thẩm ngọc hư lạnh một tiếng ta không quan tâm đến chuyện tuổi tác từ trước đến giờ ta chỉ thích con người cửu nương cửu nương đứng ở bên cạnh hai người này còn thật sự phối hợp với nhau cùng diễn trò ánh mắt công vương rơi ở trên người Thẩm ngọc hắn nhẹ nhàng cười có một người đối tốt với cửu nương như vậy ta cũng yên lòng không cần các hạ lo lắng ta tự nhiên sẽ đối tốt với cửu nương dáng vẻ kia của thầm ngọc nghiễm nhiên giống như một nam nhân nhìn thấy tình địch không thể không nói phương duệ thật thích cảm giác cùng thầm ngọc liên thủ tính kế người khác tiền thưa lần trước vẫn còn thoải mái các ngươi cứ uống tự nhiên uống xong thì đi cửu nương quay sang nói với thầm ngọc chúng ta về thôi quán rượu nhỏ nên cũng không cần phải đóng cửa trước giờ cửu nương cũng không bận tâm đến việc sẽ có trộm này nọ mà cho dù có trộm thì quán của nàng cũng không có gì để trộm. Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn Phương Duệ cùng cung vương, sau đó kéo tay cửu nương và nói, Được, chúng ta đi về thôi. Đi ra khỏi con hẻm, nước mắt cửu nương liền không nhịn được mà rơi xuống. Thật ra ta biết rõ thân phận thật sự của các ngươi. Thẩm Ngọc gật đầu nói, ta cũng mới đoán được. Thời điểm ta biết hắn thì thê tử của hắn đã mất được 3 năm, năm ấy ta mới chỉ 15 tuổi, Mặc dù chỉ mới 15 nhưng tay nghề ủ rượu của ta còn ngon hơn so với phụ thân. Nhắc tới cũng khéo, ta cũng là nữ giả nam trang, vì muốn kiếm tiền trả nợ cho phụ thân mà ta đã giả trang bán mình để đến vương phủ làm tử đồng. Có thiếu nữ nào mà không mơ mộng cơ chứ, đặc biệt là với một nam nhân xuất sắc như hắn. Tay nghề ủ rượu của ta tốt nhất, nên thời gian 3 năm từ một tử đồng nho nhỏ, ta đã có thể ở bên cạnh hắn và bồi chuyện cùng hắn, nhưng vì sợ bị đuổi ra khỏi vương phủ, ta vẫn luôn không dám để lộ thân phận của mình. Thẩm Ngọc lẳng lặng lắng nghe, đến thời khắc mấu chốt nàng liền hỏi. Sau đó thì sao? Cửu nương nhìn Thẩm Ngọc một cái, nụ cười có chút phức tạp. Ngươi cũng biết đấy, vị trí chính phi này ai mà không muốn. Ai không nghĩ muốn bay lên làm phượng hoàng. Cho dù không thể thành phượng hoàng thì thành chim khổng tức cũng tốt. Cho nên có nữ nhân lấy rượu từ chỗ ta rồi cho thêm xuân dược vào rượu, đến lúc ta phát hiện thì đã muộn. Khi ta phát hiện hắn trúng xuân dược, Ngươi nghĩ xem việc đầu tiên ta nên làm gì Thẩm Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói Mời đại phu sao Cửu nương phỉ cười một tiếng Ngươi quả nhiên vẫn là một nữ tử đơn thuần Ta vốn thích hắn Chuyện này cũng là cơ hội ngàn năm có một Ta đương nhiên phải nắm bắt cơ hội Dù sao ở trước mắt ta là cung vương điện hạ tự như trích tiên đang siêm y không ngay ngắn Nếu ta bỏ lỡ thì không biết phải đợi đến bao giờ Thẩm Ngọc Đây có thể nói là không phải người nhà thì không vào chung một cửa không nhưng mà nàng chưa từng nghe được tin tức cung vương tái giá. Ai già, nhìn bề ngoài là một chuyện, đến khi tiếp xúc mới phát hiện hoàn toàn không như vẻ bề ngoài. Cửu nương đột nhiên tràn đầy cảm khái. Thẩm Ngọc không biết thẩm nương cảm khái điều gì, nàng tiếp tục hỏi. Vậy tiếp đó thì sao? Tiếp đó, chuyện như thế có lần một thì sẽ có lần hai, có lần hai sẽ có lần ba, chuyện đã phát sinh không thể thu hồi. Hắn nói hắn muốn cưới ta vào cửa, nhưng bởi vì tiên hoàng nghi kỵ, đại họa giáng xuống đầu, hắn liền đẩy ta ra rồi một mình đi lưu đày ta chờ hắn 8 năm chỉ vì muốn hỏi hắn một câu lúc trước hắn muốn cưới ta là vì thật sự thích ta hay chỉ vì trách nhiệm thẩm ngọc thoáng im lặng nàng hoàn toàn không phải nghi ngờ việc phương duệ thích nàng hay là muốn chịu trách nhiệm với nàng nàng thấy hắn mới là người phải dối dám giữa việc nàng thích hắn hay vì trách nhiệm với hắn đi hết hẻm nhỏ cửu nương liền chào tạm biệt thẩm ngọc cửu nương nói nhà nàng ở gần đây đêm khuya trở về nhà mới vừa vào phòng còn chưa kịp đốt đèn sau lưng cửu nương đột nhiên có một cỗ thân thể dán lên người nàng hai tay nắm chặt lấy eo nàng khiến nàng giật mình trợn tròn hai mắt cửu nương tám năm qua nàng có từng nhớ đến ta không môi hắn kề sát vành tay cửu nương cùng nàng vành tay và tóc mai chạm vào nhau không nhớ nghe được giọng nói quen thuộc cửu nương vừa bực lại vừa hận tiểu bạch kiềm kia là ai hắn tiện đà thổi hơi nóng rực bên tai cửu nương trực tiếp bỏ qua hai chữ không nhớ kia của nàng lúc nãy thẩm ngọc không hiểu cửu nương cảm khái chuyện gì thật ra điều cửu nương cảm khái chính là ở trước mặt người khác cung vương tựa như trích tiên nhưng trước mặt nàng thì hắn như một con sói được tháo bỏ lớp ngụy trang làm gì còn hình tượng ôn nhuận như ngọc lúc ở quán rượu cách trường tiểu bạch kiểm kia là ai hắn tiện đà thổi hơi nóng rực bên tai cửu nương trực tiếp bỏ qua hai chữ không nhớ kia của nàng người kia không phải là tiểu bạch kiểm người kia là cháu dâu tương lai của ngươi không phải là tiểu bạch kiểm sao. Cung vương kéo dài âm cuối, hắn vươn một tay vén sợi tóc lộn xộn trên má cửu nương ra đằng sau tai. Vậy hắn là gì của nàng? Hơi thở của hắn rơi trên bành tai cửu nương, giọng nói mang theo vài phần từ tính. Hơi thở nóng bỏng của cung vương khiến lỗ tai cửu nương đỏ rực. Dán ở phía sau lưng cửu nương chính là người mà nàng mong nhớ ngày đêm suốt 8 năm. Hơn nữa hắn cũng biết rõ điểm mẫn cảm của nàng ở đâu, mới chỉ bị hắn trêu chọc một chút mà trái tim nàng đã đập kịch liệt. Là gì sao? Là người có thể nói ra những lời trong lòng. Những năm gần đây, cử nương luôn một thân một mình, người có thể tâm sự được vài câu đến một người cũng không có. Mà Thẩm Ngọc lại là người được các cô nương yêu thích, tuy không nói nhiều nhưng tính tình lại tốt. Mỗi khi ở cạnh có cảm giác rất yên tâm, nếu như sau này có thể tiếp tục gặp mặt, Thẩm Ngọc tất nhiên sẽ là người có thể tâm sự. Sau này đừng có gặp hắn nữa. Cung vương vân về vành tai cửu nương, ngữ điệu vững vàng, không nhanh không chậm. Vì sao lại không thể gặp? cửu nương vân tay đánh một cái vào bàn tay đang nghịch vành tay nàng. Bởi vì bản vương đã trở về, cung vương đột nhiên ngậm lấy vành tay cửu nương. Thân thể cửu nương cứng đờ, nàng mãnh liệt tránh né cung vương, dưới ánh trăng mập mờ, nàng giận hờn liếc mắt lườm hắn. Ngươi đã đi rồi sao còn muốn trở về? Hiện tại ta vất vả lắm mới tìm được một nam nhân trẻ tuổi, ta mới không thể một lão nam nhân như ngươi, ngươi tại sao còn không buông tha cho ta? Lúc trước ngươi từng nói với ta, sau này nam cưới vợ nữ gả chồng cũng đều không liên quan đến nhau. Năm đó trước khi rời đi, hắn đã từng nói với nàng nếu sau này hắn lấy vợ, còn nàng gả chồng thì hai người cũng không liên quan đến nhau. Thời điểm nghe được ba chữ lão nam nhân, gương mặt Cung Vương vốn còn mang một tia nho nhã vui vẻ, bỗng chốc liền cứng ngắc. Cửu Nương mở cửa, nàng giơ ngón tay chỉ thẳng ra ngoài, "Ngươi đi đi, chỗ này của ta không hoan nghênh ngươi, nếu ngươi còn không đi thì ta sẽ la lên." Cung Vương lặng lặng nhìn Cửu Nương một lúc lâu sau hắn nâng bước chân tiến về phía cửa. Cử nương nhìn theo bước chân hắn, kỳ thực, nàng có chút giả mồm, nàng hy vọng hắn không rời đi. Nhưng có nữ nhân nào mà không giả mồm, nàng chính là muốn giả mồm, 8 năm không gặp, nàng nhớ hắn phát điên, cũng có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Chẳng qua khi thật sự nhìn thấy người, nàng đến thở cũng không ra hơi. Vậy mà vừa thấy mặt, hắn đã ra vẻ bội tình bạc nghĩa với nàng, đây là cố ý cho nàng xem sao. Nếu đã bạc tình bạc nghĩa thì tại sao còn chạy đến nhà nàng lúc nửa đêm, hắn toàn làm mấy chuyện khiến nàng đoán không ra. Cung vương đóng cửa trong chớp mắt, sau đó tay mắt lanh lẹ đưa tay ra bắt lấy tay cửu nương, đem cửu nương kéo vào trong lòng. Ngươi muốn làm cái gì? Buông ta ra. Cửu nương muốn dễ dụa khỏi xiềng xích của hắn, nhưng cung vương lại ôm lấy cửu nương rồi xoay người một cái. Lưng cửu nương dựa vào cánh cửa, còn hai tay cung vương chống lên cửa, giam cầm cửu nương ở giữa hai cánh tay. Ngươi không nhớ bản vương, bản vương lại rất là nhớ ngươi. Cửu nương khẽ há miệng, hai mắt mở to, trong lúc nàng thất thần thì cung vương đã chậm rãi cúi đầu, hôn lên đôi môi hắn tâm tâm niệm niệm. Sau khi chào tạm biệt cửu nương, vì không muốn có người đi theo nên thẩm ngọc không để phu xe đi cùng, lúc này nàng một mình trở về phủ thái bảo. Thời tiết không còn rét lạnh như mấy ngày trước, người đi dạo phố cùng mấy quán hàng xong cũng nhiều hơn. Thẩm ngọc đi được một đoạn liền cảm thấy có gì đó không đúng từ không xác định chậm rãi chuyển thành xác định sau khi gặp mặt ở tử quán phương duệ làm sao có thể uống rượu rồi ngoan ngoãn trở về cung thẩm ngọc dừng lại bước chân nàng đứng trên cầu hình vòm tay nàng đặt lên thành cầu rồi lặng lẽ nhìn mặt sông đã kết băng dáng vẻ này của nàng tự như đang đợi người chỉ chốc lát sau bên cạnh thẩm ngọc liền xuất hiện thêm một người cũng đoán được là chàng người đến đây không phải ai khác chính là phương duệ mà thẩm ngọc vừa nghĩ đến muộn như này còn chạy ra ngoài Nàng không lo lắng cho an nguy của bản thân mình sao?" Giọng nói của Phương Duệ không có một chút nào là mất kiên nhẫn, chỉ có sự bất đắc dĩ trong đó. "Không phải chàng đã an bài ám vệ từ phía đông tây nam bắc để bảo vệ ta rồi sao?" Thẩm Ngọc tiếp tục đi về hướng phủ Thái Bảo, nàng không một chút để ý đến lời nói của Phương Duệ. Phương Duệ không nhanh không chậm đi bên cạnh Thẩm Ngọc. Tóm lại về sau không có chậm đi cùng, buổi tối nàng đừng ra khỏi cửa. Thẩm Ngọc ngước mắt nhìn thoáng qua Phương Duệ đêm nay nàng tựa như một thiếu nữ trong thời kỳ phản nghịch nàng rất muốn chống đối lại hắn ta muốn một mình ra ngoài nên mới không để bất kỳ ai đi cùng vậy tại sao ta phải cho chàng đi cùng phương duệ hơi hơi nhíu mày hỏi trẫm chọc giận nàng nếu hắn không chọc giận nàng vậy sao mấy lời vừa rồi giống như mang theo tức giận đúng câu trả lời của thầm ngọc làm cho phương duệ thấy hiếu kỳ đêm nay hắn phối hợp với nàng cực kỳ tốt không biết từ lúc nào thì chọc giận nàng trẫm chọc giận nàng nên nàng mất hứng chính chàng chọc giận ta từ lúc nghe cửu nương kể chuyện tâm tình nàng vẫn luôn buồn bực phương duệ là hắn bị ảo giác sao hắn cảm thấy từ lúc thẩm ngọc trở về với thân phận nữ nhân là đều không nói lý a à ngọc có phải vì chuyện của cung vương và cửu nương nên nàng mới hờn dỗi phải không hắn không làm chuyện gì chọc đến nàng xem ra cửu nương đã kể chuyện về hoàng bá cho thẩm ngọc nghe thẩm ngọc im lặng không nói ngày đó hoàng bá bị lưu đày Nguyên nhân chủ yếu do phụ hoàng sợ một ngày sẽ có người biết rõ hoàng bá mới là trưởng tử danh chính ngôn thuận như vậy sẽ uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của chính mình. Trùng hợp hoàng bá lại chịu trách nhiệm cứu trợ thiên tai và bị buộc tội bỏ tiền công làm của riêng. Người ra sút cũng nhìn ra được hoàng bá bị vu oan hãm hại. Phụ hoàng chậm lại cố chấp đem hoàng bá đi lưu đày ở ngoài thành phía bắc. Khi đó cũng đã đưa sinh lễ cho cử nương, nhưng hoàng bá lại sự liên lụy cử nương. Hơn nữa đường xá hung hiểm không ai biết trước, cũng không biết có thể còn sống trở về hay không. Cuối cùng Hoàng Bá quyết định giải trừ hôn ước, một mình rời đi. Chuyện này không thể trách Hoàng Bá được. Thẩm Ngọc đột nhiên dừng bước chân, nàng xoay người nhìn về phía Phương Duệ. Vậy các ngươi có nghĩ tới cửu nương trong 8 năm qua đều sống như một cái xác không hồn? 8 năm lâu như vậy, nếu lúc trước cung vương có thể đưa cửu nương đi cùng, đối với cửu nương mà nói như vậy mới không phải khổ. Cửu nương mặc dù không nói, nhưng Thẩm Ngọc lại nghe ra. Phương Duệ hơi sửng sốt, Hắn thấy cơn tức đêm nay của Thẩm Ngọc lớn hơn mức bình thường, ở thời điểm này không nên nói lý với nàng, tốt nhất là phải cực kỳ tán đồng quan điểm của nàng. Tuy nói không trách được hoàng bá, nhưng mà chậm cũng cảm thấy hoàng bá thật quá đáng, để một nữ tử 20 tuổi hoa phải đợi suốt 8 năm, phí mất tuổi thanh xuân mất 8 năm, chỉ nghĩ thôi đã thấy tức giận rồi. Phương Duệ đang áp dụng rất tốt câu nói gió chiều nào che chiều ấy. Thấy Phương Duệ đồng ý với mình, hơn nữa nàng cũng biết đêm nay tính tình nàng có chút ngang ngạnh cho nên nàng không tiếp tục hờn dỗi với hắn nữa. Thẩm Ngọc thở ra một hơi, giọng nói mang theo sự thương cảm. Ta chỉ cảm thấy không công bằng cho cửu nương. chuyện hai người họ chúng ta cứ để tự nhiên đi. cho dù bọn họ muốn quản cũng không quản được. nói xong chuyện của cửu nương cùng cung vương, Thẩm Ngọc liền chuyển qua những chuyện khác. gần đây mười mấy thê thiết của Lôi Thanh đại cứ thay phiên nhau chạy đến phủ Thái Bảo, làm ta sắp chống đỡ không nổi. không có người để tố khổ, Thẩm Ngọc cũng chỉ có thể nói cho Phương Duệ nghe ngày mai trâm sẽ gọi lôi thanh đại tiến cung bảo hắn quản lý tốt đám nữ nhân khỉ gió kia một chút còn có kể từ khi cục bột nhỏ được chàng đưa về với ta cả ngày nó cứ chạy đi chơi như con mèo hoang rồi đến đêm mới chạy đến dưới cửa sổ của ta kêu meo meo gọi người quấy rối giấc ngủ ngon của người khác trẫm sẽ bảo ám vệ mỗi lần thấy nó xuất hiện liền mang đi chỗ khác thổng ngọc rất vui vẻ hài lòng nhiều ngày không gặp nói không nhớ hắn là giả cách trường đầu tháng riêng tiết trời càng lúc càng lạnh, bầu trời thủy chung một màu u ám. Tin tức cung vương hồi kinh lan khắp kinh thành, bọn họ lại bắt đầu suy đoán hoàng thượng vì sao lại triệu hồi cung vương. Cuối cùng không để mọi người đợi lâu, đáp án rất nhanh liền có lời giải đáp. Trên buổi chiều, Phương Duệ ở trước mặt văn võ bá quan đã trực tiếp khôi phục thân phận thân vương cho cung vương, còn đem ngự lâm quân ở hoàng thành cho cung vương quản lý. Hành động này của Phương Duệ cho thấy hắn rất tin tưởng cung vương. Tám năm trước cung vương cứu trợ thiên tai nhưng bị người khác hãm hại, vương vị bị tước bỏ, cách chức làm thứ dân và lưu đày đến bên ngoài thành phía Bắc. Khi ấy rất nhiều đại thần đã quỳ suốt hai ngày ở Đại Nguyên Điện, hy vọng tiên hoàng có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cả triều văn võ bá quan đều biết rõ cung vương chắc chắn không phải là hạng người làm mấy loại chuyện tham ô nhận hối lộ. Chẳng qua những đại thần quỳ hai ngày ở Đại Nguyên Điện khi xưa hoặc là từ quan, hoặc là không còn làm quan trong triều. Mà thế lực vương gia cùng hạ gia ở trong triều càng ngày càng mở rộng, cho nên quyết định này của phương duệ vừa có người tán thành, vừa có người phản đối. Thế nhưng thủ đoạn của Phương Duệ lại không vừa, muốn phản đối đúng không? Cũng được thôi, vậy hãy tự nói với người trong cuộc, nếu người trong cuộc nói không có năng lực đảm nhiệm thì Phương Duệ hắn sẽ đồng ý. Chính vì vậy mà Phương Duệ truyền trực tiếp cung vương đến đại nguyên điện. Hoàng bá của mình, Phương Duệ tất nhiên có phần hiểu rõ. Phương Duệ nhìn cung vương, trong mắt mang theo tươi cười. Hoàng bá, bọn họ nói ngươi ở bên ngoài đã 8 năm, đối với sự vụ trong triều đã không còn nắm rõ nên không thể đảm nhiệm. Hoàng bà nói xem, ngươi thật sự không nắm được tình hình triều chính sao. Trước đây cung vương vẫn là thân phận thư dân, vì thế trên người hắn là một thân trường bào màu xám. Cho dù sinh sống ở quan ngoại 8 năm nhưng không hề ảnh hưởng đến khí chất không dính khói lửa nhân gian của hắn. Với lại vẻ bề ngoài của hắn khiến người ta rất khó đoán được tuổi, nhiều lắm thì trông hắn cũng chỉ hơn phương duệ vài tuổi mà thôi. Trên mặt cung vương mang theo ý cười như có như không. Bệ hạ, dù sao thần rời kinh thành đã nhiều năm, các đại thần cho rằng thần không nắm rõ được sự vụ trong triều cũng là điều hiển nhiên, chỉ là. Cung Vương nhàn nhạt, nhạt nói rồi nhìn về phía phụ thân của Hạ Phi Hạ Chi Trương. Lúc Bản Vương rời kinh hình như hạ đại nhân còn chưa được làm đến chức trung thư lệnh, như vậy hạ đại nhân biết rõ thời điểm lúc bản vương rời kinh. Vậy ngươi từ đâu biết được ngày xưa bản vương nắm rõ tình hình triều chính và lại từ đâu biết được hiện tại bản vương có thể đã không còn nắm rõ. Chuyện Hạ Phi làm đã được Thái hậu phong tỏa tin tức nên chính người hạ gia cũng không biết. Ngày tang lễ không có đại náo cũng bởi vì Thái hậu hứa hẹn với hạ gia là có thể đưa một nữ nhi tiến cung, bà sẽ trong tối nâng đỡ để nữ nhi hạ gia trở thành hoàng hậu. Vì thế chuyện hạ phi cứ như vậy qua đi, hạ chi trương không biết rõ chuyện này. Nhưng bởi vì nhi tử của hắn gây náo loạn ở kỹ viện nên vừa nãy hắn mới tán thành lời nói của những đại thần khác, hắn không hề nghĩ tới sẽ bị cung vương trực tiếp điểm tên. Chuyện của nhi tử hắn còn chưa lắng xuống, nếu khiến nội tâm bệ hạ không vui thì chính là mất nhiều hơn được. Cung vương điện hạ nói rất đúng, thần không có ý kiến. Hà Chi Trương yên lặng lui về phía sau một bước. Cung vương gật đầu, ánh mắt hướng về phía vương Trung Nguyên, mặc dù nhi tử nhà đại ca hắn ta cũng tham dự vào chuyện đó, nhưng ánh mắt vương Trung Nguyên không có nửa điểm dao động. Cung vương điện hạ nhiều năm không nhúng tay vào chính sự, giờ đột nhiên tiếp nhận ngự lâm quân e rằng cung vương khó tránh khỏi bối rối. Ngự lâm quân liên quan trực tiếp đến an nguy hoàng cung nên không thể quá mức qua loa. Vẻ mặt cung vương không vì lời này của vương trung nguyên mà xuất hiện một tia biến hóa, hắn vẫn mang dáng vẻ quân tử làm cho người ta thấy ấm áp như gió xuân. Nhưng mà, phương duệ nhìn thấy rõ ràng nhất, việc đầu tiên mà hoàng bá làm là trực tiếp khai đao xuống hà chi trương, chuyện này cũng không hẳn là không tốt. Từ nhỏ hoàng bá đã dạy hắn, làm người điều quan trọng nhất chính là khuôn mặt, nó giống như một chiếc mặt nạ. Một khi đã đeo lên thì không thể để người khác nhìn thấu, nếu không nhìn thấu thì tự nhiên sẽ không thấy được sơ hở. Mà lớp mặt nạ hoàng bà hắn đang đeo quả thực xuất thần nhập hóa, có rất ít người được chứng kiến dáng vẻ như Trích Tiên của cung vương vào 20 năm trước, một thân giáp chiến cưỡi trên lưng ngựa cùng thanh huyết kiếm đánh đâu thắng đó, chỉ cần nhắc đến cung vương của Khải Nguyên cũng đủ khiến cho người Bắc ký hiện tại đã thần phục dưới Khải Nguyên phải biến sắc. "Vương đại nhân, chẳng qua chỉ là Ngự Lâm quân mà thôi, ngay đến Thiên quân vạn mã cũng từng dưới sự chỉ huy của bản vương." Cung vương sâu xa nói. Vương Trung Nguyên hơi ngẩn người, Hắn đột nhiên nhớ ra cung vương cũng không nho nhã đơn giản như vẻ bề ngoài. Cung vương đứng giữ đại điện, nhìn qua là người an phận nhưng lại khiến cho người khác thấy trên người hắn có một loại khí chất cao không với tới. Không để cho Vương Trung Nguyên có cơ hội tiếp tục nói, Phương Duệ liền ngắt lời, chuyện này chấm đã định, không cần góp ý thêm nữa. Vương Trung Nguyên đành phải lui về trong hàng ngũ, thầm nói chuyện này không tốt. Nửa năm qua, thế lực của Vương gia cùng Hạ gia chậm rãi bị thu lại trong tay Phương Duệ hiện tại vương gia đã không còn nổi danh như trước. Nếu sau này Thái Hậu không giữ được vương gia, Phương Duệ nhất định sẽ ra tay với nhà họ vương. Giờ hắn phải tìm một cơ hội để thương lượng cùng Thái Hậu xem tiếp theo nên xử lý như nào. Buổi chiều kết thúc, vương Trung Nguyên vội vã đi đến An Ý Cung. Hắn không nghĩ tới tiểu muội đã gả vào hạ gia đang ở đấy khóc lóc kể lể với Thái Hậu. Thái Hậu, người nhất định phải cứu lấy nhi tử của muội muội dù sao đây cũng là cháu ngoại của người. Nhị ca, ngươi cũng khuyên nhủ Thái Hậu đi, để Thái Hậu cầu tình giúp trận nhi trước bệ hạ. Thái Hậu đau đầu dây dây huyệt Thái Dương, câm miệng. Nhi tử nhà ngươi quản giáo không nghiêm nên mới phạm phải tội này, giờ trách ai được. Hà phu nhân nghe thấy thế, nàng vừa cầm khăn tay lao khóe mắt vừa nói. Thái Hậu, trận nhi đã biết lỗi của nó rồi, hơn nữa trận nhi còn là độc đinh năm đời nhà họ hạ, nó không thể xảy ra chuyện gì được. Thái Hậu, đại ca cũng cho phép ta thay mặt hắn cầu xin Thái Hậu. Thái hậu vô lực khoát tay, bà bất đắc dĩ nói, ngũ muội về trước đi, ai ra sẽ xin bệ hạ. Hạ phu nhân nhận được đảm bảo mới rời khỏi an ý cung. Thái hậu cho toàn bộ cung nhân cùng thái giám lui ra ngoài rồi mới hỏi. Nhị ca đột nhiên đến an ý cung không phải chỉ vì riêng chuyện của Lộc Nhi. Vương Trung Nguyên gật đầu, hắn đem chuyện trên chiều nói ra. Buổi chiều hôm nay, bệ hạ đã khôi phục lại thân phận thân vương cho cung vương, còn để cung vương phụ trách ngự lâm quân. Thái hậu nhíu mày, im lặng suy tư hồi lâu. Từ giờ trở đi, Phương Duệ đưa ra quyết định gì thì nhị ca ngươi không phản đối cũng không ủng hộ. Hiện tại hắn đã hoàn toàn đề phòng ai ra, còn có vương gia và hạ gia. Nếu thế lực tiếp tục xuống dốc thì nội bộ chắc chắn sẽ dần tan rã. So với việc bị ngăn chặn thì thà rằng chúng ta sẽ bắt đầu long tranh hổ đấu. Vương Trung Nguyên hơi kinh hãi, ý Thái Hậu là Thái Hậu liếc nhìn lưu hương trên tiểu từ đường, sau đó bà thu hồi ánh mắt và thản nhiên nói Xuân tháng 3 là thời kỳ rất đẹp. Vương Trung Nguyên cũng không nhiều lời, hắn chắp tay nói thần đã biết phải làm thế nào, trưởng tử nhà họ Vương và nhà họ Hạ đồng thời nháo ra chuyện lớn như vậy, Thái Hậu tất nhiên cũng muốn ra mặt. Dù chỉ là làm dáng một chút thì Thái Hậu cũng phải trấn an hai nhà Vương gia và Hạ gia, huống chi hai tên kia còn là cháu ngoại của bà. Mẫu hậu muốn chấm nương tay với hai tiểu tử kia. Thái hậu vì hai tiểu tử nhà họ Vương và nhà họ Hạ mà ra mặt xin Phương Duệ, chuyện này không ngoài dự liệu của hắn. Nói thế nào thì Trần Nhi cùng Lộc Nhi cũng là biểu đệ của bệ hạ, lại còn là cháu ngoại của ai ra mặt phương duệ không chút thay đổi hắn nhìn thái hậu hồi lâu rồi hỏi vậy trẫm muốn hỏi mẫu hậu một câu ở trong mắt mẫu hậu cháu ngoại quan trọng hơn hay nhi tử thân sinh quan trọng hơn về mặt thái hậu không hề biến hóa hoàng thượng sao lại nói vậy được lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt phương duệ cười cười nhưng vui vẻ chưa đạt đến đáy mắt mẫu hậu muốn trẫm buông tha cho hai tiểu tử kia cũng không phải là không thể được nhưng mà trẫm có điều kiện thái hậu nhíu mày lúc đến đây bà đã chuẩn bị tinh thần là phương duệ sẽ không đồng ý chỉ là bà không nghĩ tới hắn lại muốn thương lượng điều kiện gì phương duệ thu lại vui vẻ hắn nghiêm túc nói trẫm muốn cưới thẩm ngọc lập nàng làm hoàng hậu thái hậu trợn to hai mắt không thể được phương duệ cũng không thèm để ý hắn cong khóe môi cười cười tay đặt ở trên mặt bàn không nhanh không chậm nói một hậu vị đổi lấy hai mạng người mẫu hậu cảm thấy vương gia và hạ gia sẽ lựa chọn như thế nào hay là mẫu hậu muốn chẫm đưa hai cháu ngoại của người lên đoạn đầu đài. Thái hậu nhìn Phương Duệ, thật lâu không nói gì. Chuyện này ai ra muốn gặp Thẩm Ngọc rồi mới quyết định. Kết quả cuối cùng như thế nào, Phương Duệ cũng không quan tâm, chẳng qua nếu có sự đồng ý của Thái hậu thì trong triều không có người nào dám cản hắn. Trong cung truyền đến ý chỉ của Thái hậu, nói muốn triệu kiến Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc biết tin chỉ cảm thấy bất an mơ hồ. Ngọc Nhi, Thái hậu vì sao lại đột nhiên muốn triệu kiến ngươi? có phải xảy ra chuyện gì rồi không thẩm mẫu cực kỳ lo lắng lời đồn đãi bên ngoài bà cũng nghe được chính vì nghe được nên mới càng thêm lo lắng nhưng bà lại không dám hỏi nữ nhi nhà mình rốt cuộc chuyện kia là thật hay giả nương không có chuyện gì đâu người không nên lo lắng có lẽ thái hậu chỉ hỏi nữ nhi chút chuyện trước đây giả trang thành nam tử mà thôi kỳ thật trong lòng nàng cũng hoang mang nàng không biết thái hậu chịu kiến nàng vì chuyện gì vì bày tỏ sự tôn trọng thẩm ngọc thay một thân nữ trang để tiến cung lúc từ phủ thái bảo đi ra dường như ánh mắt của tất cả mọi người đều không rời khỏi người nàng đây không phải là lần đầu tiên thẩm ngọc mặc nữ trang như lần trước nàng chỉ mặc đơn giản còn lần này phục sức tinh xảo diễm lệ khiến ai nấy đều chấn động một thân váy áo trang điểm nhẹ nhàng giống như thiên tiên trên đường đến an ý cung thẩm ngọc cũng không đụng phải phương duệ nàng đứng bên ngoài âm thầm hít sâu một hơi rồi mới bước vào tựa như đang bước vào đầm rồng hang hổ cách trường Thái hậu mặt không đổi sắc ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị. Sau khi thẩm ngọc hành lễ xong, bà lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Thẩm ngọc đứng thẳng người lên, thái hậu chưa ban thưởng ghế ngồi nên nàng rất tự giác đứng ở một bên, đầu hơi cúi xuống. Hoàng thượng nói với ai ra là muốn cưới ngươi và lập ngươi làm hoàng hậu. Vừa thấy mặt thẩm ngọc, thái hậu lập tức đem mục đích nói rõ ràng. Thẩm ngọc căn bản không nghĩ tới phương duệ sẽ nói trực tiếp với thái hậu, cho nên nàng nhất thời không phản ứng lại, người ngẩn cả ra. Thẩm ngọc, chắc hẳn hoàng thượng cũng đã nói với ngươi, có đúng không? Thẩm Ngọc phục hồi lại tinh thần, nàng thầm nghĩ chuyện lớn như vậy sao người này không thương lượng cùng nàng một chút. Mặc dù nàng hơi bất mãn với cách làm tiền trảm hậu tấu của Phương Duệ, nhưng nàng cũng không biểu hiện ra trước mặt Thái Hậu. Hoàng thượng từng nhắc qua với dân nữ, hiện giờ nàng đã không còn chức quan nên chỉ có thể xưng là dân nữ. Không cùng Thái Hậu đối mặt, Thẩm Ngọc không biết nét mặt hiện giờ của Thái Hậu như thế nào, nhưng nàng có thể đoán được vẻ mặt bà ấy vẫn là kiểu việc không liên quan đến mình. Thẩm Ngọc cho rằng Thái Hậu sẽ gây khó dễ cho nàng, nàng cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, chỉ không ngờ lời kế tiếp của Thái Hậu làm cho nàng không tưởng tượng nổi. Đầu mùa xuân tháng 3, ngươi thấy như nào? Thẩm Ngọc sững sơ, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt nàng mang theo nghi hoặc hỏi Thái Hậu. Thái Hậu nương nương, đầu mùa xuân tháng 3 là có ý gì? Vào tháng 3 mùa xuân sang năm, Ngươi sẽ cùng hoàng thượng đại hôn đồng thời tiến hành nghi lễ phòng hậu. Thẩm Ngọc, người trước mặt nàng thật sự là thái hậu, hay là đã bị phương duệ tìm một người có dung mạo tương tự đến làm thế thân? Nếu không sao có thể sảng khoái đồng ý cho phương duệ cưới nàng, còn lập nàng làm hoàng hậu. Nếu như không có ý kiến gì thì cứ quyết định như vậy đi. Một câu cứ quyết định vậy đi của thái hậu làm Thẩm Ngọc đến ý kiến cũng chưa kịp đưa ra. Từ ăn ý công đi ra, cả người nàng giống như trong mộng. Mẫu tử hai người này dường như đều không nghe người khác nói, họ chỉ lo nói chuyện của mình. Mặc dù vậy Thẩm Ngọc cũng đoán ra được việc Thái Hậu sảng khoái đồng ý như vậy, nguyên do chắc chắn trong tay Phương Duệ đang nắm giữ gì đó. Ra khỏi an ý cung được một đoạn, Thẩm Ngọc liền đụng phải tiêu phi. Hoàng cung này lớn như thế, đụng phải tiêu phi cũng không kỳ quái, nhưng đúng lúc nàng rời khỏi an ý cung lại đụng phải tiêu phi thì việc này không chỉ là trùng hợp. Dân nữ thỉnh an tiêu phi nương nương, Nửa tháng trước nàng vẫn còn là đại thần trong triều, nhưng bây giờ nàng không quan không chức, chỉ là một dân nữ bình thường. Tiêu Phi mỉm cười, thân thiết đưa tay đỡ Thẩm Ngọc. Thẩm tiểu thư không cần đa lễ, không lâu sau chúng ta cũng là người một nhà, khách khí như vậy rất xa lạ. Tiêu Phi nói chuyện rất trực tiếp, nàng đại khái cũng đoán được lý do lần này Thái Hậu triệu kiến Thẩm Ngọc. Tiêu Phi nương nương coi trọng Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc sao có thể cùng Tiêu Phi nương nương là người một nhà. Thẩm Ngọc dù ít trung đụng với nữ nhân, nhưng ý tứ tiêu phi rõ ràng như thế nàng cũng nghe ra tiêu phi đang muốn lôi kéo nàng về cùng một phe thẩm ngọc còn chưa tiến cung tiêu phi đã đoán được phương duệ muốn cưới thẩm ngọc nhưng tiêu phi lại không biết cưới thẩm ngọc đồng nghĩa với việc lập hậu nếu không nàng ta phải đến định nọt thẩm ngọc mới đúng chứ không phải chỉ lôi kéo như hiện tại thẩm tiểu thư nói sai rồi về sau mọi người đều hầu hạ hoàng thượng nên tất nhiên là người một nhà tiêu phi cùng thẩm ái khanh đang tán gẫu chuyện gì mà vui vẻ như vậy không ai phát hiện ra Phương Duệ từ lúc nào xuất hiện ở bên cạnh các nàng, chỉ là Thẩm Ngọc cảm thấy mắt Phương Duệ có chút vấn đề. Trên mặt nàng một tia vui vẻ cũng không có, nàng thật muốn hỏi xem hắn nhìn ở đâu thấy nàng và Tiêu Phi nói chuyện vui vẻ. Thần thiếp thỉnh an bệ hạ, dân nữ thỉnh an bệ hạ. Hai người đều mang vẻ kính sợ, Phương Duệ nhàn nhạt nhìn lướt qua Thẩm Ngọc, hắn nâng tay, vẻ mặt đứng đắn nói, đều hãy bình thân, Tiêu Phi ở trước an ý cung là muốn thỉnh an mẫu hậu sao. Tiêu Phi dịu dàng cuối người, nàng đáp, "Thần thiếp đang muốn thỉnh an Thái hậu nương nương, trùng hợp gặp được Thẩm tiểu thư ở bên ngoài nên liền dừng lại nói chuyện vài ba câu. Nếu Tiêu Phi muốn đi thỉnh an mẫu hậu, vậy thì đừng chậm trễ." Giọng nói của Phương Duệ rất bình thường, nhưng vào trong tai Thẩm Ngọc lại giống như hắn muốn đuổi người. "Vậy thần thiếp xin cáo lui trước." Tiêu Phi phúc thân xong, lập tức xoay người đi về hướng An y cung. Chỉ là sau khi xoay người đi, đuôi mắt tiêu phi vốn mang ý cười vui vẻ lại đột nhiên trở nên âm u không lường được Xen lẫn trong đó còn có mấy phần âm trầm thẩm ngọc sao giữ nổi mạng để tiến cung được hay không thì để sau hãy nói đợi tiêu phi rời khỏi phương duệ làm bộ làm tịch nói một tiếng với thẩm ngọc thẩm ái khanh cùng chậm đi dạo một chút thẩm ngọc cũng phối hợp với phương duệ dân nữ tuân mệnh hình thức hai người trung đụng nhìn như rất bình thường một đường từ an ý cung đến đại nguyên điện hai người trò chuyện đông một câu tây một câu không hề có trọng điểm trở lại đại nguyên điện dung thái hiểu rõ bệ hạ nhà mình nhất hắn bèn cho hết người trong điện ra ngoài để bệ hạ nhà mình có không gian riêng tư với thẩm ngọc khi chỉ còn hai người vẻ mặt phương duệ thay đổi trong nháy mắt hắn ôm thẩm ngọc từ phía sau rồi cò vào cổ thẩm ngọc bộ dáng rất là hưởng thụ hồ trong núi biến thành mèo nhà đại khái dùng để nói phương duệ thẩm ngọc ghét bỏ đầy đầu hắn chàng đem mọi chuyện nói rõ cho ta biết chưa được thông báo gì đã liền quyết định tháng 3 sang năm lập gia đình, tính tình nàng làm sao còn tốt được. Thái hậu tìm chấm xin cho hai tiểu tử nhà họ Vương và nhà họ Hạ, chấm chẳng qua chỉ thuận miệng nói muốn cưới nàng, lập nàng làm hậu. Đây mà là thuận miệng, rõ ràng đang nói điều kiện. Nàng biết ngay làm gì có chuyện Thái hậu vô duyên vô cớ đồng ý cho Phương Duệ lập một người không phải họ Vương, cũng không phải họ Hạ làm hoàng hậu. Thẩm Ngọc nhíu mày, giọng điệu có chút không vui, chàng đồng ý buông tha cho hai người kia. Không, giết chết người không phải là hai tiểu tử kia, bọn chúng bị người khác giá họa. Vừa nghe xong, thẩm ngọc liền hiếu kỳ. Chàng buông ta ra trước đã, nói cho ta nghe rốt cuộc chuyện là như thế nào. Phương Duệ thật sự buông thẩm ngọc ra, hắn ngồi xuống dưới rồi thuận tay kéo thẩm ngọc ngồi ở trên đùi chính mình. Hắn sùng nịnh cười một tiếng, cười đến nỗi thẩm ngọc muốn giáo huấn cũng không giáo huấn nổi. Phương Duệ nhìn thẩm ngọc, hắn vươn tay gầy gầy sợi tóc trên mặt nàng, ngữ điệu say đám nói bộ dáng của nàng đẹp như thế làm chẫm không rời mắt được lời tâm tình như đổ mật đường ngọt mà không án thẩm ngọc hiếm khi lộ ra vẻ thẹn thùng của thiếu nữ nàng cúi đầu nói chào nói vào chuyện chính đi vui vẻ trên mặt phương duệ càng đậm được vậy thì nói chính sự hai tên tiểu tử kia chẳng qua chỉ là quân cờ khiến mối quan hệ giữa hạ gia vương gia thái hậu và trẫm trở nên gay gắt hơn mà thôi vậy là sao tức là kẻ làm chết người không phải là hai tiểu tử kia mà là một người khác, người này là người của tộc Đông Cương. Ý chàng là chuyện này có liên quan đến Đông Cương, vậy sao chàng lại biết được? Làm sao hắn biết được? Đương nhiên là vì sống lâu hơn người khác một đời, nếu chút chuyện này mà hắn còn không biết rõ, thì thật uổng công hắn sống lại. Đông Cương lòng buông dạ thú, bọn chúng đã sớm dục dịch hành động. Lần này chấm phải triệu hồi Hoàng Bá về Kinh Thành là có nguyên nhân, có Hoàng Bá mang binh trấn áp thì chấm cũng yên tâm hơn. Nhưng trước đó phải để Hoàng Bá ở lại kinh thành một thời gian, áp chế hết nguyện khí của các đại thần. Nói đến đây, Phương Duệ đột nhiên nghiêm mặt dặn dò, "Cẩn thận Tiêu Phi." Thẩm Ngọc kinh ngạc, "Sao lại vậy?" Tiêu Phi là gián điệp của Đông Cương, chấm cho người điều tra thì phát hiện chuyện của Hạ Phi cũng là kế hoạch của nàng ta. Ngẫm lại thì Tiêu Phi làm gián điệp cũng rất đen đủi, nàng ta cố gắng không để lộ ra chân tướng, đâu ngờ rằng hắn đã sớm biết mọi chuyện. Lại nói đến chuyện của Hạ Phi, Ngày đó tại núi Tây Lệ Chính Tiêu Phi phái người làm bẩn Hạ Phi. Hạ Phi sợ chết nên giấu chuyện này dưới đáy lòng, cũng bởi vì trong bụng có con, chuyện mới bị bại lộ. Thật sự là nàng ấy, hiển nhiên Thẩm Ngọc cũng bị thân phận của Tiêu Phi làm cho kinh ngạc. Nàng cứ cẩn thận với Tiêu Phi là được, còn những chuyện khác chấm sẽ xử lý. Gần đây triều chính bận rộn, chấm còn không có thời gian thân mật cùng A Ngọc. Phương Dệ nói lời này, trong giọng còn mang theo vẻ tủi thân. Khóe miệng Thẩm Ngọc co rút, nàng muốn đứng lên nhưng lại bị Phương Duệ giữ chặt lấy thắt lưng. Ở bên chậm Thẩm Ngọc thật muốn nhắc nhở, bệ hạ, đôi sói của người lộ ra rồi. Không đợi Thẩm Ngọc phản ứng, tay Phương Duệ đã vòng qua ót Thẩm Ngọc, hắn hơi dùng sức hôn lên đôi môi tô son nhàn nhạt, nhạt, của nàng. Tay kia linh hoạt luồn qua tầng tầng lớp lớp y phục và dừng lại ở nơi mềm mại kia, không ngừng nhào nặn xóa bóp. Phương Duệ chỉ một lần đã hoàn toàn biết được rõ ràng điểm mẫn cảm trên cơ thể Thẩm Ngọc, và cũng rất nhanh khiến mặt thẩm ngọc ửng hồng như cánh hoa đào. Đang trong lúc hai người tình nùng ý mật, bên ngoài điện liền truyền đến âm thanh của dung thái. Bệ hạ, có chuyện, không biết có nên nói hay không. Chuyện tốt đột nhiên bị cắt đứt, thẩm ngọc giật mình một cái, nàng cúi đầu vừa nhìn liền thấy phương duệ đang vùi đầu ở trước ngực mình, lập tức trên mặt nàng toàn là xấu hổ. Phương Duệ không trả lời, hắn tiếp tục ngậm lấy nụ hồng xinh xắn trên ngọn núi tuyết trắng, vẻ mặt mê đắm không muốn thoát ra. Thẩm Ngọc vội vàng đẩy Phương Duệ ra, nàng đứng vọt dậy khỏi đùi hắn, sau đó kéo y phục che lại cảnh sắc rồi trừng mắt nhìn Phương Duệ đang bất mãn. Điện, ngoài điện, đại khái vì chột dạ, cho nên Thẩm Ngọc nói chuyện không được lưu loát. Phương Duệ nghe được hai chữ ngoài điện, ánh mắt hắn lập tức lộ ra hung quang, dường như là nghiến răng nghiến lợi nói, tốt nhất lời này đang nói. Phương Duệ nói rất lời liền tức giận đùng đùng đi ra ngoài điện, tư thế kia của hắn giống như muốn tìm dung thái đánh nhau thật vất vả mới được ở chung một chỗ với thẩm ngọc, hơn nữa còn có thể càng thân mật hơn. Vậy mà chuyện tốt bị phá đám, hiện giờ dưới đáy lòng hắn có một loại suy nghĩ muốn giết người, dung thái nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt bệ hạ nhà hắn nhìn hắn như muốn nuốt chừng hắn vào trong bụng rõ ràng thế kia, hắn muốn không để ý cũng rất khó không thể để ý. Lâu chủ thiên cơ lâu không biết bằng cách nào lại có thể né tránh đội ngũ cẩm y vệ canh gác nghiêm ngặt ở cổng thành và mang theo vô số sinh lễ đến ngoài cửa phủ thái bảo. Dung Thái nói một hơi không ngừng nghỉ, tựa như nói xong sớm một chút thì có thể đi đầu thai sớm hơn. Tên yêu nhân kia, Phương Duệ nghiến răng rầm một tiếng, cánh cửa lập tức bị gãy làm đôi trong tay Phương Duệ. Dung Thái yên lặng lức nhìn cánh cửa gãy bi thảm, hắn khẽ thở ra một hơi rồi hỏi, bệ hạ, vậy bây giờ nên làm thế nào? Thổng Ngọc chắc chắn sẽ phải phong hậu, nếu chuyện mai tuyển cơ đến cửa xin cưới được công bố trước. Trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ xuất hiện vô số lời đồn đại, Việc như vậy đối với danh tiếng của Thẩm Ngọc cũng không tốt. Hắn có thể làm, vậy chấm vì sao lại không thể làm? Lập tức chuẩn bị bút mực, chấm muốn viết chiếu thư. Người Thẩm Ngọc còn đang ở chỗ hắn mà tên kia nghĩ đến chuyện cầu hôn. Tốt nhất hắn ta nên dẹp ngay giấc mộng xuân hão huyền này đi. Cách trường, Thẩm Ngọc nghe được thanh âm cánh cửa bị bóp nát. Nàng mơ hồ đoán ra chuyện Dung Thái đã nói với Phương Duệ, chuyện này đại khái có liên quan đến Mai Tuyền Cơ. Ngoại trừ Mai Tuyền Cơ, Nàng không nghĩ ra người nào có thể khiến Phương Duệ nhẫn nhị không được. Hai người này trời sinh không hợp nhau, vừa nhìn thấy nhau là không thể yên tĩnh, lần này Phương Duệ nổi cơn thịnh nộ lớn như vậy, chẳng lẽ Mai Tuyền cơ thật sự đến kinh thành cầu hôn à? Thẩm Ngọc thấy khả năng này đặc biệt lớn. Đừng nói là Phương Duệ bình tĩnh không được, đến chính nàng cũng không thể bình tĩnh. Thẩm Ngọc tiến về hướng cửa điện, nàng định nghe xem Phương Duệ sẽ xử lý thế nào, không ngờ lại nghe được hắn nói chuẩn bị chiếu thư. Khô khụ. Thẩm Ngọc ở trong nội điện cố ý ho hai tiếng, nàng muốn nhắc nhở Phương Duệ nghĩ cho kỹ rồi hãy làm. Phương Duệ nghe được thanh âm ho nhẹ của Thẩm Ngọc, hắn âm thầm nháy mắt với Dung Thái. Dung Thái lập tức hiểu ý, mặt không biến sắc yên lặng đi chuẩn bị chiếu thư. Sau khi Dung Thái đi, Phương Duệ hít một hơi thật sâu, tránh cho chính mình lát nữa không khống chế nổi lại sách đao đi tìm Mai Tuyền Cơ. Phương Duệ cũng không rõ vì sao Thẩm Ngọc lại có thể là người mà hắn tâm tâm niệm niệm. Thời điểm chưa biết thân phận nữ nhi của Thẩm Ngọc, hắn cũng đã coi trọng nàng, không tính cả hai đời cộng lại thì tổng thời gian cũng đã được 9 năm, hơn nữa trong suốt 9 năm này hắn vì Thẩm Ngọc mà chỉ biết làm bạn với năm đầu ngón tay. Trong khi đó nữ nhân ở Thiên Cơ Lâu quả thực còn nhiều hơn cả nữ nhân trong hậu cung của hắn, người nào cũng có tướng mạo không tầm thường. Nếu tên nhân yêu Mai Tuyền Cơ kia dám nói hắn không chạm qua bất cứ nữ nhân nào, vậy thì ngôi vị hoàng đế của hắn liền để cho hắn ta ngồi. Phương Duệ xoay người trở lại nội điện, trên mặt mang theo vui vẻ nói a à ngọc hay là đêm nay nàng đừng trở về nữa ở lại trong cung với trẫm thẩm ngọc nhìn thẳng tắp vào phương duệ nàng không nói lời nào trên mặt cũng không lộ vẻ gì tựa hồ như đang đợi chính hắn thẳng thắn phương duệ biết thẩm ngọc đã nghe được lời nói lúc nãy của hắn với dung thái hắn thở dài một hơi rồi ngồi ở trước mặt nàng vẻ mặt mang theo chút bất đắc dĩ a à ngọc trừ biện pháp này ra cũng không có biện pháp khác nàng nghĩ xem nếu chờ đến lúc nàng về hắn ta sẽ cầu hôn nàng trước toàn bộ người trong kinh thành, dù chậm biết nàng sẽ không đồng ý với hắn ta. Nhưng mà chiếu thư đón dâu cùng với nghi lễ phong hậu sẽ diễn ra trong khoảng thời gian gần nhau, so với việc để cho hắn ta đi trước một bước, không bằng chậm công bố chiếu thư trước sẽ tốt hơn. Tổng Ngọc vậy mà không có biện pháp phản bác lại hắn, quả thực lời hắn nói là đúng, nhưng nàng không thích cảm giác bất đắc dĩ này, nàng cảm thấy bản thân mình như bị ép buộc. Thấy vẻ mặt Thẩm Ngọc dần dần thả lòng, Phương Duệ tiếp tục nói, Lẽ nào nàng không nghĩ tới vì sao Thái hậu lại muốn cử hành hôn sự vào tháng 3 sao? Vì sao vậy? Thẩm Ngọc giật mình, nàng không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi chuyện này. Từ giờ cho đến tháng 3 cũng chỉ còn có 3 tháng, 3 tháng cũng đủ để Thái hậu chuẩn bị. Thẩm Ngọc hơi nghi ngờ hỏi, Thái hậu muốn chuẩn bị cái gì? Nếu như trẫm đoán không sai, Thái hậu sẽ nhân lúc tiến hành nghi lễ phong hậu, âm thầm mang binh trà trộn vào thành Kim Đô, tiếp đó bức của thái vị. Hắn không hiểu Thái hậu nhưng hắn lại biết rõ ràng khi nào thì bà ấy sẽ làm ra chuyện gì chàng không phải vì muốn ta đồng ý mà tìm một cái cớ chứ vết đen của hắn quả thực quá nhiều nhiều đến nỗi nàng rất khó không nghi ngờ trong mắt thẩm ngọc viết rõ ràng ba chữ to không tin tưởng nhưng mà lần này phương duệ thật sự không lừa nàng sắc mặt hắn nghiêm túc nói trẫm sẽ mang loại chuyện như thế này ra đùa dẫn sao với lại trẫm cũng phải đợi thái hậu động thủ trước đến lúc đó trẫm mới danh chính ngôn thuận xuất binh Ta à ngọc nàng nguyện ý phối hợp với chấm không ánh mắt phương duệ đặc biệt thẳng thắn không có một chút nào là giả vờ lúc ở an ý cung thẩm ngọc cũng ý thức được quyết định của thái hậu nhìn qua có vẻ không suy tính kỹ càng giống như chỉ thuận miệng nói nhưng bây giờ ngẫm lại lấy tính tình cẩn thận của thái hậu thì làm sao có thể đột nhiên qua loa như thế vậy chàng định vạch trần thái hậu trong nghi lễ phong hậu phương duệ nhìn thầm ngóc ánh mắt dần dần ôn nhu nàng sẽ giúp chấm có đúng hay không thật ra chàng chỉ mượn chuyện thái hậu để ta đồng ý với chàng có đúng hay không thẩm ngọc vô tình vạch trần dưới ánh mắt thẩm ngọc phương duệ gật đầu một cái hiện tại muốn lừa dối nàng e rằng cũng đã không lừa nổi hắn dường như đã bị thẩm ngọc ăn đến xích sao nên làm sao có thể lừa dối nàng được phương duệ vân tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của thẩm ngọc ánh mắt mang theo vài phần đáng thương giống như đại cầu muốn được ăn thịt trong hậu viện của nàng hôm nay nàng cũng đừng xuất cung nàng ở trong cung với chậm nhé. Phương Duệ chủ yếu vẫn sợ sau khi hạ chiếu thư mà Mai Tuyền Cơ vẫn không từ bỏ ý định bắt người. Hơn nữa Thiên Cư Lâu giỏi nhất là trộm người, hắn không sợ vạn nhất chỉ sợ một vạn, trừ bản thân hắn ra thì hắn không tin được những người khác. Thẩm Ngọc nhíu mày đứng dậy, nàng nhìn một vòng xung quanh đại nguyên điện, sau đó lập tức lộ ra nụ cười với Phương Duệ. Được nha, đêm nay ta sẽ ở lại trong cung. Thật, câu trả lời của Thẩm Ngọc nằm ngoài dự đoán của Phương Duệ. Hắn đều đã nghĩ đến việc đêm nay xuất cung để canh giữ suốt đêm bên cạnh Thẩm Ngọc, phòng ngừa Mai Tuyền Cơ có cơ hội lợi dụng. Thẩm Ngọc vui vẻ càng đậm, giọng điệu cũng đột nhiên mềm mại hơn. Thật, nếu hắn đã muốn nàng ở lại trong cung thì nàng liền ở lại, nhưng hắn cũng đừng mong chạm vào nàng, cho hắn nghẹn chết đi. Ai kêu hắn tính tới tính lui lại vẫn tính kế lên đầu nàng. Phong Duệ cũng ngồi không yên, hắn lập tức sai người thu thập cung điện cách từ thần điện gần nhất cho Thẩm Ngọc bởi vì hiện tại thân phận thẩm ngọc không thích hợp nên nàng không thể quang minh chính đại ở chung một phòng với hắn. Dù sao buổi tối hắn không ở tử thần điện cũng không có ai biết được, với lại làm gì có ai dám đi vào tử thần điện xem hắn có ở trên giường hay không, chiếu thư hạ xuống, toàn bộ thành kim đô xuân sao cả lên. Trên chiếu thư viết thẩm ngọc hiền lương thục đức, ở trong chiều ba năm, nhiều lần lập đại công vì triều đình, cũng nhiều lần vì dân trừ hại, quan tâm đến đời sống bách tính, người như thế chỉ có ngôi vị nhất quốc chi mẫu mới xứng đôi hoàng thượng lập ai làm hậu, dân chúng cũng không quá mức quan tâm, nhiều lắm thì bọn họ chỉ bàn luận vài câu mà thôi. Mà ảnh hưởng nhiều nhất không gì bằng hai nhà vương gia và hạ gia. Chiếu thư vừa ban ra, người hai nhà vương gia cùng hạ gia đều đứng ngồi không yên, bọn họ ào ào tiến cung cầu kiến thái hậu. Lúc đi thì khí thế ồ ạt, nhưng đến khi ra khỏi an ý cung thì không một ai còn dám phản đối nữa. Vương gia và hạ gia đều không nói gì, vì thế những người cùng phe cánh cũng càng không dám ý kiến. Còn những người thuộc phe trung lập khẳng định cũng không muốn làm chim đầu đàn. Hoàng thượng đăng cơ đã sắp 4 năm, phi tử lại chỉ có 3 người. Hiện tại Hạ Phi đã không còn nên hậu cung cũng chỉ còn lại hai người Tiêu Phi và Lệ Phi. Một trong hai người này, vô luận là ai lên làm hoàng hậu thì cũng là người của Thái Hậu. Việc này quả thực khiến nhiều đại thần không yên lòng. Tuy nói việc lập thẩm ngọc làm hoàng hậu là quá mức hoang đường, cũng không hợp quy củ. Nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc lập Tiêu Phi hoặc Lệ Phi, Bốn Chi. Thẩm Ngọc là người hiểu chuyện, nếu nàng làm hoàng hậu cũng vẫn có thể coi là chuyện tốt. Chuyện lập hậu lớn như vậy, lại vì hai tiểu tử nhà vương gia và hạ gia, còn cả thế lực đối lập bị phương dệ tính kế nên chuyện này đặc biệt thuận lợi. Mặc dù Phủ Thái Bảo đã biết việc hạ chiếu thư, nhưng tháng ba sắc phong Thẩm Ngọc làm hoàng hậu thì bọn họ vẫn vô cùng khiếp sợ. Lão Thái Gia không rõ cảm xúc của mình lúc này như thế nào khi thân phận Thẩm Ngọc bị bại lộ. Ông từng nghĩ đến việc cho Thẩm Ngọc tìm một người có thể đến ở rể, chỉ là không nghĩ tới hoàng thượng lại thật sự làm đến trình độ này. Cũng không khó đoán việc hoàng thượng có ý với thẩm ngọc, nếu không hoàng thượng đã không bỏ qua chuyện thẩm ngọc giả trang thành nam tử và khoan hồng với phủ thái bảo. Lão thái gia ngồi trong đình viện rất lâu, ông thở dài một hơi thật sâu, chuyện đã không thể vãn hồi, cho dù ông có cố chấp cũng không có tác dụng gì. Thôi, buông tay đi, con cháu tự có phúc của con cháu. Lão thái gia, mai tuyển cơ kia định xử lý như thế nào? Lão quản gia mới trở về từ ngoài, chỉ thấy Mai Tuyền Cơ vẫn còn ở bên ngoài phủ, những hòn đựng xính lễ cầu hôn cũng có thể quay thành một vòng quanh phủ Thái Bảo cùng phủ lôi đại tướng quân. Lão Thái ra đỡ chán, ông có một loại cảm giác bất lực không biết phải làm gì. Hắn muốn ở đó bao lâu thì cứ để hắn ở đó, chỉ cần không cho hắn tiến vào là được. Vừa rồi người trong cung đã đến đây giải thích rõ mục đích, nói việc lập hậu sắp tới là vô cùng quan trọng, không thể để cho Mai Tuyền Cơ làm náo loạn, còn Thẩm Ngọc đêm nay sẽ ngủ lại hoàng cung. Nghe đến đây, dù đối phương là hoàng đế thì lão thái gia vẫn có một loại cảm giác khó chịu. Dù sao thẩm ngọc cũng là người do chính tay ông toàn tâm toàn ý bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn, cứ như vậy bị hắn lừa mất. Ông rất không cam lòng nhưng ai bảo đối phương lại là hoàng thượng. Đối với việc lập hậu, có lẽ muốn giết người nhất không phải là vương gia hay hạ gia, mà chính là Mai Tuyền Cơ. Ban đêm, hoàng cung đèn đóm sáng rực, cách từ thần điện gần nhất chính là Thái Hà Điện. thẩm Ngọc cũng đoán được đêm khuya Phương Duệ sẽ đến tìm nàng, cho nên dù đã muộn nhưng nàng còn chưa ngủ, nàng nhìn chằm chằm cánh cửa đợi hắn đến hơn nửa đêm. Cộc cộc, cửa chính không vang lên, ngược lại cửa sổ lại bị người gõ. Thẩm Ngọc, đây rõ ràng là địa bàn của hắn, chẳng lẽ hắn còn muốn leo cửa sổ sao? Cửa sổ mở ra, Phương Duệ lần đầu tiên đến nơi này nhưng lại như kiểu ngựa quen đường cũ, hắn nhảy vào trong, lúc nhìn thấy Thẩm Ngọc thì đáy mắt liền rực sáng. Cũng không biết công nhân nào đã chuẩn bị y phục cho Thẩm Ngọc, có vẻ rất hiểu rõ sở thích của hắn. Trong điện được đốt lò sưởi ấm áp không khác gì mùa xuân, y phục trên người thầm Ngọc cũng không dày, màu hồng nhạt của y phục càng làm nổi bật làn da trắng nõn mềm mịn của nàng. Phương Duệ Thẩm nghĩ nhất định phải trọng thưởng cho công nhân đã chuẩn bị quần áo cho Thẩm Ngọc. Ánh mắt Phương Duệ nhìn thầm Ngọc khó có thể che giấu sự đen tối, ai ngờ Thẩm Ngọc nghiêng người một cái, lúc này hắn mới thấy sau lưng nàng là một bộ chăn đệm được đặt trên mặt đất. Nàng làm cái gì vậy? Thẩm Ngọc khẽ nhếch miệng mỉm cười ta chuẩn bị cho chàng chuẩn bị cho trẫm phương duệ liếc nhìn đệm giường sau lưng thẩm ngọc rồi lại liếc nhìn chăn đệm trên mặt đất thẩm ngọc gật đầu nàng cố gắng làm ra vẻ ngượng ngùng nguyệt sự của ta đến rồi khóe miệng phương duệ giật giật chưa đây sao hắn không phát hiện ra thẩm ngọc thích đùa giỡn người khác nguyệt sự phương duệ rất muốn vạch trần nàng nói cho nàng biết mũi của hắn không phải thính ở mức độ bình thường nhưng nghĩ lại vẫn là thôi hắn quyết định phối hợp với nàng đêm này trẫm sẽ ngủ dưới đất dù sao thời tiết này sẽ không nhiễm phòng hàn được phương duệ cố ý nhấn mạnh hai chữ phòng hàn đúng như suy nghĩ của phương duệ thẩm ngọc thật sự có chút mềm lòng tuy nhiên nàng lại không mềm lòng đến mức để hắn leo lên giường tắt đèn một người nằm trên giường một người nằm dưới đất màn đêm dần dần sâu người nằm dưới đất kia thỉnh thoảng ho nhẹ vài tiếng hay là thẩm ngọc do dự nói chuyện trong bóng tối khóe miệng phương duệ khẽ cong lên có cả chút đắc ý khi mưu đồ sắp đạt được hay là chàng trở về tử thần điện đi đừng có ồn ào đến ta khuôn mặt vui vẻ cứng đờ trong nháy mắt ngược lại hai bên khóe miệng thẩm ngọc liên tục mang theo vui vẻ nàng cũng không dễ dàng bị lừa như vậy nha trẫm từ trẫm vừa phát ra sắc mặt phương duệ trong nháy mắt đại biến hắn đột nhiên đứng dậy đem nhuyễn kiếm bên người rút ra làm sao vậy nhận thấy phương duệ có điểm không đúng lắm thẩm ngọc cũng ngồi dậy phương duệ tinh tế lắng nghe thấy trên nóc nhà truyền tới âm thanh cực kỳ nhỏ. Hắn cảnh giác nói, có người đến, nàng ở yên trong điện, không có việc gì thì đừng chạy lung tung. Thanh âm này từ bốn phương tám hướng truyền đến, nếu như không ngoài ý muốn thì có lẽ là mai tuyển cơ tiến cung. Cách trường Thiên từ lúc thành lập đến nay đã được hơn 300 năm, nền tảng gốc rễ đã vượt quá sức tưởng tượng của người khác, rốt cuộc có bao nhiêu tay mắt. Mỗi tay mắt lan tràn đến nơi nào cũng không một ai biết rõ, nhưng bọn họ biết nơi đây là nơi tập trung lượng thông tin lớn nhất từ thâm cung biệt viện cho đến thôn sơn hoang dã chỉ riêng quy mô như này cũng đủ để biết trong hoàng cung có không ít người của thiên cơ lâu không chỉ là đại khải của hiện tại hay tiền triều bọn họ đều muốn diệt trừ sạch sẽ các thế lực thiên cơ lâu trong hoàng cung để phòng ngừa nhiều chuyện tối mật lọt vào tay thiên cơ lâu nhưng rốt cuộc vẫn không có ai mò được giếng này sâu đến đâu mà thiên cơ lâu lại là một chiếc giếng sâu không thấy đáy khiến người ta nắm bắt không được đảm nhiệm được chức lâu chủ thiên cơ mai tuyền cơ nhất định có đủ bản lĩnh xông vào trong hoàng cung điều này phương duệ không chút nghi ngờ không nói đến việc thiên cơ có đủ khả năng để đi vào phương duệ cầm kiếm đi ra khỏi điện trong hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt một lúc sau không rõ từ đâu truyền đến tiếng hô có thích khách lập tức toàn bộ hoàng cung sáng rực giống như ban ngày tiếp đó là tiếng binh khí va vào nhau tiếng động truyền xuống từ nóc nhà thẩm ngọc ngẩng đầu nhìn lên rồi khẽ trao mày nàng phân tích hồi lâu sau đó đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Bây giờ tiến cung, khả năng lớn nhất chính là Mai Tuyền Cơ. Đừng nói là vì nàng mà hắn thực sự xông vào hoàng cung nhé. Thổng Ngọc nghĩ nát đầu, nhưng nghĩ mãi cũng không thông rốt cuộc bản thân đã làm gì khiến Mai Tuyền Cơ đem lòng ái mộ. Nếu như người đến thật sự là Mai Tuyền Cơ, nàng rất không muốn nhìn thấy cảnh hắn và Phương Duệ đối đầu. Trước kia hai người đó chạm mặt vẫn chưa đến mức đao kiếm đụng nhau, mỗi lần nhìn thấy nhau bọn họ chỉ thấy đối phương không vừa mắt. Nàng không đứng ra giải hòa vì dù sao quan hệ giữa Phương Duệ và Mai Tuyền Cơ không phải nàng ra mặt là có thể chấm dứt mâu thuẫn giữa bọn họ. Nghĩ đến người tới có thể là Mai Tuyền Cơ, Thẩm Ngọc không tiếp tục chậm trễ nữa, nàng xuống giường, mang giày, khoác y phục rồi bước nhanh ra khỏi cung điện. Mới vừa bước ra khỏi cửa, nàng đã thấy hai thân ảnh nhảy xuống từ nóc nhà, một người cầm nguyễn kiếm là Phương Duệ, một người cầm quạt xếp là Mai Tuyền Cơ. Ngày đó Phương Duệ ban đêm xâm nhập vào phủ Thái Bảo kín kẽ không một kẽ hở, mà Mai Tuyền Cơ lần này là quang minh chính đại sông vào Hoàng Cung. Nguyễn Kiếm đâm về phía cổ của Mai Tuyền Cơ, hắn lập tức vung quạt xếp lên cản lại Nguyễn Kiếm, tiếp đó mạnh mẽ đẩy Nguyễn Kiếm ra xa. Còn cơ thể hắn bị lui về sau mấy bước, sau đó hắn nhanh chóng phóng vô số ngân châm từ trong quạt xếp về phía Phương Duệ. Với tốc độ cực nhanh của Phương Duệ, Nguyễn Kiếm giống như biến thành hàng ngàn con mãng xà. Những con mãng xà này vạch ra một màn kiếm quang che chở những nơi hiểm yếu đồng thời phản công khiến toàn bộ ngân châm rơi xuống đất. Phương Duệ cùng Ma Tuyền Cơ đều nhìn thấy Thẩm Ngọc đi ra từ trong điện, nhưng không một ai trong số họ dừng lại. Hai bên đối chiến sợ nhất là phân tâm, Thẩm Ngọc cũng biết rõ điều đó, nên nàng mới không kêu dừng lại. Nhưng có biện pháp nào để hai người đó đồng thời dừng lại không? Chẳng lẽ nàng phải dùng khối mục kế? Thẩm Ngọc thở dài một hơi, thôi thì cứ để bọn họ đánh nhau đi. Khi nào đánh nhau xong thì lại đây ngồi uống chén trà, ta trở về pha trà trước đây. Thẩm Ngọc không ngăn cản, nàng trở lại trong điện và thật sự đi chuẩn bị trà để pha. Hai người bọn họ cần phải có một người kết thúc. Trong cung có thích khách, cung vương lập tức chạy vào cung ngay giữa đêm, đa số người của thiên cơ lâu đã bị khống chế, còn Phương Duệ và Mai Tuyền Cơ vẫn đánh nhau túi bụi. Cung vương thấy vậy, hắn liền lấy hai cây trường thương từ trên tay hai thị vệ, sau đó hắn tung người nhảy lên ném đồng thời hai cây trường thương về hướng hai người phương duệ cùng mai tuyền cơ chỉ tập trung đánh rơi trường thương xuống đất tiếp đó lại lao vào nhau tái chiến cung vương dùng tốc độ xếp đánh phi vào giữa hai người nguyễn kiếm cùng lưỡi dao sắc bén trên quạt xếp đồng thời dừng lại ở ngay vị trí cổ của cung vương hai người lập tức thu lại vũ khí dường như là đồng thanh nói với cung vương hoàng bá sư phụ phương duệ và mai tuyền cơ chăm miệng một lời sau đó hai người đều nhìn về phía đối phương vẻ mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cung vương cùng lâu chủ tiền nhiệm của thiên cơ lâu là bằng hữu tốt, nên hắn đã thu nhận Mai Tuyền Cơ làm đồ đệ. Cung vương nhìn thoáng qua Mai Tuyền Cơ, mặt lạnh lẽo nhưng ngâm xương sớm hỏi, ngươi muốn ám sát hoàng thượng. Mai Tuyền Cơ lướt mắt nhìn Phương Duệ, trong mắt mang theo tức giận, hắn cũng không quan tâm sư phụ chính là hoàng bá của Phương Duệ. Sư phụ, ngươi cũng hiểu rõ hắn âm hiểm đến mức độ nào. Biết rõ ta từ Mạc Châu chạy đến Kinh Thành cầu hôn Thẩm Ngọc, vậy mà hắn lại nhanh tay hạ chiếu thư thông cáo với toàn thiên hạ nói thẩm ngọc là hoàng hậu của hắn mai tuyền cơ dường như là nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này lúc biết được phương duệ hạ chiếu thư hắn chỉ ước gì có thể lập tức xông vào hoàng cung giết hắn ta cung vương nhíu mày thẩm nghĩ tại sao lại là thẩm ngọc ánh mắt cung vương mang lãnh ý nhìn vào phương duệ lại nhìn về phía mai tuyền cơ ngươi nói hoàng thượng hạ chiếu thư trước ngươi một bước vậy ngươi có biết thẩm ngọc có hay không đồng ý hắn là quân thẩm ngọc là thần cổ ngữ đều nói quân muốn thần chết thần không thể không chết thẩm ngọc làm sao có thể phản đối lại lời hán nói nói chung là mai tuyền cơ không tin thẩm ngọc sẽ đồng ý với phương duệ thẩm ngọc rốt cuộc có thật sự đồng ý hay không ngươi đi hỏi chính nàng ấy là rõ cung vương vừa dứt lời cửa điện liền được mở đã đánh xong rồi phải không nếu đã xong thì vào đây uống trà ánh mắt của ba người đều rơi ở trên người thẩm ngọc vẻ mặt cung vương lộ ra nghi ngờ sao hắn lại cảm giác giống như đã từng gặp người này. Nhưng hắn nhiều năm đều không ở kinh thành, làm sao có chuyện quen biết người khác. Thẩm Ngọc nói xong, lập tức xoay người đi vào trong điện. Còn muốn tiếp tục đánh, cung vương híp mắt hỏi. Phương Duệ không nói gì, hắn nhìn thoáng qua Mai Tuyền Cơ, mặc dù không thích tên này nhưng cũng không đến nỗi muốn hắn ta chết. Mai Tuyền Cơ chỉ khiến hắn thấy chán ghét mà thôi, cho nên tiếp tục đánh cũng không giải quyết được gì nếu hắn ta không tin thẩm ngọc cam tâm tình nguyện đáp ứng hắn vậy cứ để thẩm ngọc chính miệng nói cho hắn ta biết là được mai tuyền cơ ngươi nói là chấm ép buộc thẩm ngọc đồng ý vậy ngươi có thể tự hỏi nàng phương duệ nói xong câu đó cũng xoay người đi vào trong điện thẩm ngọc ngồi cạnh bàn nàng nhấc ấm trà rót từ từ vào bốn cái chén khói trắng lợn lờ bốc lên từ chén trà giữa trời đông lạnh giá mà được một chén trà nóng sẽ giúp toàn thân ấm áp sau khi phương duệ đi vào Hoàng Bá cùng Mai Tuyền Cơ cũng đi vào. Nhìn thấy Phương Duệ cùng Mai Tuyền Cơ đều không bị thương, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nàng gật đầu một cái với cung vương coi như chào hỏi. Thẩm Ngọc cũng biết Phương Duệ cùng Mai Tuyền Cơ đánh nhau là do Mai Tuyền Cơ ra tay trước, Phương Duệ cũng chỉ vạn bất đắc dĩ, vì thế Thẩm Ngọc không hề có bất kỳ ý không vui nào với Phương Duệ. Tiến vào trong điện, cung vương nhìn Thẩm Ngọc rót trà, rồi lại nhìn về phía chất nhi nhà mình, dường như nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng hắn hơi gợn lên xem ra thẩm ngọc cũng không phải là nữ tử tầm thường vậy mà có thể đem chất nhi nhà hắn ăn đến xít sao chỉ trong chốc lát hắn đã nhìn ra chất nhi nhà hắn sợ làm thẩm ngọc không vui mọi chuyện đều lấy tức phụ làm trọng sau khi trở về từ ngoại thành phía bắc hắn cũng được nghe không ít chuyện trong và ngoài cung kể cả lời đồn đại chất nhi không gần nữ sắc ánh mắt cung vương chậm rãi rời khỏi phương duệ chưa kịp mặc áo dài cuối cùng dừng lại ở lớp áo dài của thái giám treo trên giá xem ra cũng không phải chất nhi không gần nữ sắc chẳng qua chưa gặp đúng đối tượng mà thôi ba người ngồi xuống thẩm ngọc hai tay dâng trà đến trước mặt cung vương đầu tiên cung vương điện hạ thỉnh dùng trà tiếp đó là mai tuyền cơ và phương duệ mai tuyền cơ sau khi đi vào ánh mắt hắn không rời khỏi thẩm ngọc nhưng hắn lại không hỏi thẩm ngọc rốt cuộc là xuất phát từ chân tâm hay là bị ép buộc đồng ý đại khái ngay tại một khắc nhìn thấy thẩm ngọc chính hắn cũng đã đoán ra được đáp án thẩm ngọc nhìn qua cung vương rồi cười với Mai Tuyền Cơ một tiếng, Tuyền Cơ đại ca, Thẩm Ngọc biết rõ mục đích lần này của ngươi khi đến đây, tức rằng Thẩm Ngọc đối với bệ hạ đã sớm sinh tình. Phương Duệ nghe được lời nói của Thẩm Ngọc, hắn có chút giật mình, từ trước đến giờ Thẩm Ngọc chưa từng nói trắng ra tình cảm với hắn, bây giờ ở trước mặt người khác, nàng lại trực tiếp thừa nhận, không một chút ngại ngùng. Làm sao bây giờ? Hiện tại hắn có một loại xúc động muốn đá bay Hoàng Bá và Mai Tuyền Cơ ra ngoài, sau đó hung hăng ôm nàng vào ngực rồi hô lên cái miệng nhỏ nhắn càng ngày càng biết nói lời ngọt của nàng ánh mắt phương duệ quá mức mãnh liệt mãnh liệt đến mức thẩm ngọc không dám nhìn hắn một cái sau khi mai tuyền cơ nghe được những lời này hắn nhắm mắt lại rồi đem nói ra toàn bộ những lời hắn muốn nói cũng đúng thôi ta với muội quen biết nhiều năm nhưng thời gian trung đụng cộng gộp lại cũng không bằng một tháng còn muội và hắn lại sớm chiều trung đụng ta hiểu rõ điều ấy tuy nhiên lại không cam lòng Ta vẫn luôn nghĩ giá như có thể biết rõ thân phận nữ tử của muội sớm hơn một chút thì tốt biết bao, nhưng ta lại xem nhẹ hàn lúc chưa biết muội là nữ tử thì đã có tâm tư với muội rồi. Mai tuyển Cơ nói lời này, chính là nói Phương Duệ đang đứng trước mặt mình. Cô Vương liên tục bị xem nhẹ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía chất nhi nhà mình. Lúc chưa biết thân phận nữ tử của Thẩm Ngọc thì chất nhi đã có tình cảm với Thẩm Ngọc. Nói nhiều như vậy chính là muốn nói những năm gần đây chất nhi nhà hắn thích nam nhân chuyện này không còn phức tạp ở mức độ bình thường nữa rồi lần này mai tuyền cơ xông vào hoàng cung coi như để bộc lộ một nửa tâm tư trong lòng hắn nghiêm túc nhìn về phía phương duệ sau này nếu ngươi không cần thẩm ngọc vậy thì ta cần phương duệ giơ tay lên mặt không chút thay đổi nhìn về hướng cửa cửa ở đằng kia không tiễn thẩm ngọc khẽ cúi đầu thực xin lỗi mai tuyền cơ lắc đầu cười khổ nói không sao muội không hề làm chuyện gì có lỗi với ta Mai Tuyền Cơ đứng dậy khỏi ghế, bóng lưng cô đơn đi ra ngoài. Phương Duệ cũng hạ lệnh thả người của Thiên Cơ Lâu, chuyện này coi như trả lại ân tình hắn ta nói ra tung tích tuyết thiềm thừa, từ nay về sau không ai nợ ai. Cách trường, Hoàng Cung khôi phục lại vẻ yên bình, dường như chuyện mới xảy ra vừa rồi chỉ là một trò khôi hài, khi trò khôi hài kết thúc thì toàn bộ người cũng đều tản đi. Cung Vương nhìn về phía Thẩm Ngọc, hồi lâu sau mới thắc mắc hỏi, Thẩm Tiểu Thư, trước đây chúng ta từng gặp nhau phải không? Thẩm Ngọc cùng Phương Duệ nhìn nhau một cái, sau đó Phương Duệ đột nhiên cười, ngữ điệu mang vẻ trêu chọc, "Ca Ngọc, nàng nhìn xem, không phải chỉ mình chấm không nhìn ra, đến ngay cả hoàng bá cũng không nhìn ra." Phương Duệ nói xong lời này, Cung Vương mới cẩn thận đánh giá Thẩm Ngọc lại một lần nữa, lập tức hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa như đã nhớ ra gặp Thẩm Ngọc ở đâu. Cung Vương cười thành tiếng, hắn cảm khái nói, "Nếu không nói thì bản vương cũng không thể tưởng tượng nổi đây là cùng một người." Thẩm Ngọc giả trang chưa bao giờ thất bại, nếu không phải đời trước chính miệng Thẩm Ngọc nói cho Phương Duệ, đoán chừng sống lại một đời. Hắn cũng phải đợi đến lúc cởi được y phục trên người nàng, thì mới biết được Thẩm Ngọc không phải là nam nhân. Thẩm Ngọc chỉ ở lại trong cung một đêm, ngày hôm sau nàng liền trở về phủ, chặt đất ý niệm hưởng thụ ôm mỹ nhân trong ngực mấy ngày của Phương Duệ. Sau khi Mai Tuyền Cơ rời khỏi Hoàng Cung, hắn không lập tức rời khỏi Kinh Thành, hắn đợi Thẩm Ngọc trở về phủ Thái Bảo, rồi cuộn cục đá nhỏ vào trong màu giấy để ném vào cửa sổ phòng nàng. Lúc Thẩm Ngọc mở giấy ra xem, thấy trên đó viết buổi trưa hôm nay, cửa Nam Kinh Thành, nói lời tạm biệt. Tiêu đề là dấu ấn hình hoa mai và chỉ có Mai Tuyên Cơ mới dùng dấu ấn hình hoa mai để làm tiêu đề người gửi. Dù nói như thế nào thì Mai Tuyền Cơ cũng là người chân tâm thực lòng, hắn còn giúp Thẩm Ngọc không ít chuyện. Nếu đây là lần cuối cùng chào tạm biệt mà nàng còn cự tuyệt thì đúng là không còn gì để nói. Thập lý đình ngoài thành Kim Đô Thẩm Ngọc, lần này từ biệt có lẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, nhưng nếu muội có khó khăn thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta, hoặc tới các cơ sở của Thiên Cơ Lâu đều được. Từ trước đến nay Thẩm Ngọc không ghét Mai Tuyền Cơ, chỉ là loại tình cảm này rất khó để nói rõ. Thẩm Ngọc nhẹ cười một tiếng, nàng nói, Tuyền Cơ đại ca, nếu Thiên Cơ Lâu gặp khó khăn thì ngươi cũng có thể đến tìm ta. Lời Thẩm Ngọc mang ý tứ nếu một ngày Phương Duệ không nhịn được mà ra tay với Thiên Cơ Lâu, vậy nàng sẽ giúp Thiên Cơ Lâu mai tiền cơ cũng cười cười chỉ là nụ cười này mang theo khổ sở mất mát hắn hít một hơi thật sâu giống như buông bỏ một thứ gì đó vẫn có chút không cam lòng nhưng không chấp nhận cũng không được đổi lại là người khác thì có lẽ cũng sẽ chọn phương duệ mai tiền cơ mặc dù ở mạc châu xa xôi tuy nhiên hắn vẫn biết rõ ràng chuyện trong hoàng cung hắn tin tưởng phương duệ từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất thẩm ngọc ngẫm lại chính hắn những năm gần đây không thiếu mấy chuyện yêu đương nam nữ chỉ so một điểm như thế là hắn đã thua xa phương duệ nói xong mai tuyền cơ liền lấy một phong thư tín từ trong ngực áo đưa cho thẩm ngọc trước khi đi cũng không có gì để tặng muội cái này là quà tặng cho đại hôn lễ của muội thẩm ngọc nhìn thoáng qua phong thư trên tay hắn rồi đưa tay ra nhận lấy hiểu biết của nàng với mai tuyền cơ hắn chắc chắn không tặng mấy loại như kiểu tiền tài kho báu nàng biết rõ trong phong thư này sẽ là tin tức rất quan trọng thấy thẩm ngọc nhận phong thư mai tuyền cơ cũng không ở lại lâu Ta về đây, đợi đến ngày nào đó ta nghĩ thông suốt và lấy vợ, nhất định thiệp cưới sẽ được gửi đến kinh thành. Mai tuyển cơ tiêu sái xoay người rời đi, lúc nhảy lên lưng ngựa, hắn còn quay đầu nhìn Thẩm ngọc lần cuối. Mặc kệ gió rét tạt vào người, Thẩm ngọc đứng ở thập lý đình vẫn là chàng thiếu niên không nhiễm bụi trần trong trí nhớ của hắn. Có lẽ hắn vừa ý Thẩm ngọc là vì nàng có một loại khí chất tươi mát không nhiễm bụi trần, khiến cho mỗi người có cơ hội tiếp xúc với nàng đều cảm thấy thư thái. Nhìn bóng lưng Mai Tuyền Cơ càng lúc càng xa, đến tận khi biến thành một chấm nhỏ li ti, Thẩm Ngọc mới thu hồi ánh mắt rồi nhìn phong thư trong tay mình. Thời điểm mở thư tín, nhìn nội dung trên đó, vẻ mặt nàng trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Nếu nàng đoán không sai thì thứ Mai Tuyền Cơ cho nàng chính là bản đồ bố trí binh lực của Thái Hậu. Thiên Cơ Lâu quả thật sâu không lường được, nếu là kẻ địch của Phương Duệ thì hại nhiều hơn lợi, đông đi xuân tới, khoảng cách đến ngày đại hôn cũng chỉ còn lại có hơn nửa tháng trừ vụ án của hai tiểu tử nhà họ vương và nhà họ hạ được điều tra rõ ràng trong triều cũng không phát sinh chuyện gì quá lớn kể cả thế lực đứng về phía thái hậu hay phương duệ cũng ít khi tranh luận trên triều vô luận là trong triều hay là kinh thành cũng có thể dùng bốn chữ sóng yên biển lặng để hình dung nhưng phương duệ lại đặc biệt rõ ràng hết thảy những thứ này đều là biểu hiện giả dối bão táp chẳng qua chỉ đang chậm lại mà thôi và trước khi bão táp kéo đến sẽ thường xuất hiện những sóng gió nhỏ Chuyện lập Thẩm Ngọc làm hậu có rất nhiều người không cam lòng, có người thì cố nhịn xuống, có người lại không nhịn được cục tức này, người này không phải ai khác mà chính là Lệ Phi. Lệ Phi cho rằng trong cung không còn Hạ Phi, như vậy đối thủ có sức uy hiếp lớn nhất với nàng đã không còn, còn Tiêu Phi và Thái hậu không ảnh hưởng quá lớn, vì vậy ngôi vị hoàng hậu chắc chắn sẽ thuộc về nàng. Nhưng Lệ Phi không ngờ rằng nửa đường lại nhảy ra một người nữ giả nam trang, ẩn núp kín đáo trong triều đình là Thẩm Ngọc cục tức này làm sao nàng có thể nuốt trôi nốt không trôi cục tức lệ phi bắt đầu tính kế đối phó thẩm ngọc lệ phi tuy không thông minh nhưng lại đủ tàn nhẫn sát thủ đều đã được chuẩn bị chưa kịp đi hành thích thẩm ngọc thì đã bị cô cô của nàng biết được cô cô tại sao người lại ngăn cản ta chờ giết được thẩm ngọc thì ngôi vị hoàng hậu sẽ là của ta lệ phi chuẩn bị động thủ lại bị thái hậu ngăn lại thái hậu liếc lệ phi một cái bà hừ lạnh cho dù Thẩm Ngọc có chết thì ngôi vị hoàng hậu cũng không thể là của ngươi." Lệ Phi sững sờ, cô cô nói vậy là có ý gì? Từ trước đến nay Lệ Phi luôn không biết giữ mồm giữ miệng, nên Thái hậu không có ý định nói cho nàng biết kế hoạch vào tháng 3. "Ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ nghe lời ai ra nói sao? Ngay cả không có Hạ phi, không có Tiêu phi, hay Thẩm Ngọc chết đi, trong cung chỉ còn lại một mình ngươi thì hoàng thượng cũng tuyệt đối không lập người làm hoàng hậu." Lệ Phi mãnh liệt lắc đầu không tin, "Cô cô hoàng thượng sẽ lập ta làm hậu chỉ cần ta có thể sinh hạ hoàng tử lệ phi tự lừa mình dối người thái hậu không tiếp tục để ý đến nàng nữa bà chỉ quay sang phân phó với ma ma hầu hạ bên lệ phi trong trường lệ phi đừng để nàng ta ra khỏi điện lệ phi bỗng dưng chừng to mắt nàng gào to cô cô phương Duệ tất nhiên biết rõ chuyện lệ phi bị giam lòng đồng thời hắn càng tăng cường đội ngũ bảo vệ thầm ngọc từ thần điện bệ hạ nô tài đã thương nghị xong với lâu quận chúa nàng sẽ âm thầm tiếp ứng cho nô tài. Trước khi hết năm, Lâu A Cửu nghe theo sự an bài của Phương Duệ, nàng già vừa trở thành người đứng về phía Thái Hậu, kỳ thực là đi làm gian tế để đem những chuyện nàng biết nói cho Phương Duệ. Tuy nhiên Thái Hậu cũng không hoàn toàn tin tưởng Lâu A Cửu. Phương Duệ tiếp tục nhìn bản đồ thành kim đô trên mặt bàn, hắn không hề ngẩng đầu lên. Người giữ liên lạc với Lâu A Cửu, còn phía Đông Cương chấm đã giao toàn bộ cho Hoàng Bá xử lý, chấm muốn hôn lễ thành công và người cũng phải được định tội. Dung Thái gật đầu, nô tài hiểu rõ, ngoài ra toàn bộ cẩm y vệ đã được an bài thỏa đáng. Phương Duệ ừ một tiếng, sau đó phất tay. Dung Thái hiểu ý liền lui ra ngoài, lúc đóng cửa điện, hắn nhìn thoáng qua tử thần điện vẫn sáng đèn, sâu kín thở dài một hơi. Nhớ tới mấy lời Lâu A Cửu nói vào hôm qua, hắn lại tâm phiền ý loạn. Sau khi hạ chiếu thư, bị hạ liền để hắn liên lạc với Lâu A Cửu. Tối hôm qua bọn họ gặp nhau ở quán trà, mọi chuyện bàn bạc xong xuôi, đáng lẽ đều phải rời đi thì nàng lại đột nhiên tiến tới gần, rồi dồn hắn đến sát chân tường. Ta biết rõ ngươi là thái giám, nhưng mà ta thích ngươi. Về mặt lâu A Cử rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi ngay cả sự ngượng ngùng của một cô nương cũng đều không có. Từ khi trở thành đại tổng quản, Dung Thái đã biết làm thế nào để ngụy tranh cho chính mình. Hơn nữa từ đó đến giờ cũng chưa có chuyện gì khiến hắn thấy quẫn bách, mà lâu A Cử lại dễ dàng làm được điều ấy chỉ bằng một câu nói. Dung Thái mới nói được hai tiếng cuộn chùa thì đã bị Lâu A Cửu ngắt lời. Ta không quan tâm đến việc nam nhân có hay không có hai lạng thịt kia gắn ở trên thân. Ta cũng từng nghĩ tới nếu không gặp được người mình thích thì cả đời cứ sống như vậy, nhưng không ngờ ta lại gặp được ngươi. Nghe mấy lời kinh hãi thế tục của Lâu A Cửu. Dung Thái vậy mà không biết phải nói tiếp như thế nào. Hắn nhìn Lâu A Cửu hồi lâu rồi xoay người rời khỏi quán trà. Này, đại tổng quản, từ sáng đến giờ ngươi đều liên tục thở dài, chẳng lẽ có chuyện phiền lòng sao? Tiểu Thái giám chưa từng thấy đại tổng quản thở dài thường thượt như thế, hắn đã cố nhịn không hỏi. Đến lúc gặp lại vẫn thấy đại tổng quản thở dài, hắn liền không nhịn được nữa. Dung Thái lạnh lạnh liếc tiểu thái giám một cái, đi làm việc của ngươi đi. Chuyện nữ nhân nam nhân còn không hiểu được, đừng nói là thái giám như bọn họ. Cách trường. Xuân tháng 3, đáng lẽ là mùa dịu dàng, ấm áp nhất đối với vạn vật và con người. Nhưng năm nay giữa mùa đông dường như lại kéo dài hơn bình thường tiết trời xe lạnh hòa cùng những cơn gió cũng đủ khiến người ta dùng mình. Người của phủ Thái Bảo đã tiếp nhận sự thật công tử mà họ gọi suốt 20 năm đột nhiên qua một đêm biến thành một vị cô nương, bọn họ cũng dần dần đổi cách gọi từ công tử sang tiểu thư. Ngày đại hôn càng ngày càng gần, bầu không khí trong phủ Thái Bảo vốn yên ắng cũng trở nên náo nhiệt. Lão Thái gia đã không còn ở lì trong thư phòng của nhi tử qua cố, ông thường thường đi dạo ra khỏi sân viện của mình. Nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn, thỉnh thoảng ông còn cùng lão phu nhân đi lên núi dân hương mà nhóm người đến định bợ phủ thái bảo cũng ngày càng nhiều tuy nhiên những phần lễ lạt của bọn họ đều bị trả về nhưng vẫn có người không ngừng đưa đến phủ thái bảo từ trước đến nay luôn vắng lạnh từ khi chiếu thư lập hậu được công bố liền đông vui như chảy hội dù sao thẩm ngọc sắp là hoàng hậu ai cũng muốn được phủ thái bảo bỡ đỡ trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt thẩm ngọc chuẩn bị đợi gà lại không hề bị ảnh hưởng ngày mai chính là ngày đại hôn lễ đồng nghĩa với việc sẽ có một hồi gió tanh mưa máu phát sinh ban đêm phương duệ bí mật cho người truyền tin đến thẩm ngọc nói nàng không cần quá mức lo lắng mọi chuyện đã có hắn thẩm ngọc xác thực lo lắng nàng cảm thấy phương duệ đã cầm chắc phần thắng trong tay nhưng dù vậy vẫn sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh trong hoàng cung tiêu phi đem tờ giấy viết xong bỏ vào trong phong thư sau đó gọi cung nữ hầu hạ bên người đi vào nàng đưa phong thư cho cung nữ vẻ mặt nghiêm túc dặn dò nhớ không được cho bất kỳ ai phát hiện. Tiêu Phi là gián điệp của Đông Cương, mà cung nữ bên người dĩ nhiên cũng do nàng đưa tới từ Đông Cương. Cung nữ kia trả lời, nương nương, tướng quân bảo nô tỳ nói với người phải hết sức cẩn thận. Cho dù cuối cùng mọi chuyện bị lộ thì thân phận của người cũng không thể bại lộ, người là quân cờ lật ngược tình thế cuối cùng của Đông Cương. Tiêu Phi gật đầu, ta biết rõ nên làm thế nào. Trong mắt Tiêu Phi lóe lên một tia ghen ghét, nàng cũng từng dao động như ngôi vị hoàng hậu kia vô duyên với nàng. Nàng đã nghĩ nếu có thể leo lên hậu vị, nàng nhất định sẽ bỏ tà theo chính, đứng về phía Khải Nguyên. Tiếc rằng tiến cung 3 năm, vị hoàng đế Khải Nguyên lại chưa từng chạm qua nàng, hiện tại còn lập hậu. Nếu đã như vậy nàng liền tuyệt tình cho hắn xem. Đại hôn đúng hạn cử hành. Thời điểm dắt tay thẩm ngọc làm lễ, Phương Duệ dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được. Cuộc đời này nàng sẽ không hối hận chứ Không đợi thẩm ngọc mở miệng Hắn đã tiếp tục nói Kể cả nàng hối hận cũng vô ích khắp thiên hạ đều biết nàng là hoàng hậu của trẫm hối hận cũng không có ai dám lấy nàng nếu không phải mũ phượng quá nặng khiến thẩm ngọc không thể xoay đầu chắc chắn lúc này nàng nhất định sẽ lườm hắn một cái người khác biết rõ ta là hoàng hậu của chàng thì sao nào cũng không phải toàn bộ người trong thiên hạ đều biết rõ mặt mũi ta nếu trong cung trôi qua không như ý ta liền xuất cung tìm một thôn sơn nhỏ rồi gả cho một anh nông dân thành thật chân chất chỉ cần ta không nói mình là hoàng hậu thì ai biết được Thẩm Ngọc nói mấy lời này cũng chỉ là nói dưỡng mà thôi, với lại Phương Duệ cũng không tin, khóe miệng hắn cong lên, tạo thành một nụ cười. A à Ngọc, nàng lại học được tính xấu rồi. Giống chào đó, nói dỡ xong vài câu, khuôn mặt Thẩm Ngọc dưới hồng sa đột nhiên nghiêm túc, ta nghe Dung Thái nói Thái Hậu dự định sẽ động thủ vào bữa tiệc đêm nay. Phương Duệ ừng một tiếng, Hoàng bá cùng A Trạm đã chuẩn bị tốt để tiếp ứng, vì để Thái Hậu không sinh nghi, toàn bộ hộ vệ ở Đại Nguyên Điện đều bị đổi thành người của Thái Hậu. Cho nên lúc ở đại nguyên điện, nếu ta không để ý được đến nàng, thì nàng nhớ phải tìm một nơi an toàn để trốn. Ta hiểu, chàng cứ yên tâm làm chuyện của mình. Ban ngày, phần lớn người trong cung đã bị thay thế bằng người của Thái Hậu. Đến đêm, cung vương thần không biết quỷ không hay đổi lại toàn bộ bằng người của hắn, còn người bên phía Thái Hậu bị giải đến Đại Lao. Đại Nguyên Điện, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Bầu không khí đang náo nhiệt, bỗng nhiên toàn bộ cửa điện đều đóng lại, các đại thần đang ngồi không kịp phản ứng, người người đều không hiểu chuyện gì xảy ra, họ còn tưởng đây là tiết mục đặc biệt, không ngờ toàn bộ thì vệ ở Đại Nguyên Điện đều xông vào, phía trong điện là khung cảnh xô xao hỗn loạn. Phương Duệ và Thẩm Ngọc nhìn nhau một cái, còn Thái hậu ở bên cạnh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ba bước xuống dưới, xoay người nhìn về phía Phương Duệ và nói ngay trước mặt tất cả văn võ Bá Quan: Hoàng thượng, ngươi tại vị ba năm, đã đến lúc thoái vị rồi. Thái hậu vừa dứt lời, văn võ Bá Quan dường như đồng loạt bùng nổ vẻ mặt phương duệ chưa từng thay đổi hắn ngồi trên ghế rồng ánh mắt sắc bén nhìn xuống mẫu thân mình mẫu hậu thật sự phải làm như vậy sao trong mắt thái hậu không có một tí gọi là dao động khóe miệng bà dương cao nụ cười lạnh đừng gọi ta là mẫu hậu mẫu hậu của ngươi là văn hiếu hoàng hậu thái hậu ngươi đây là có ý gì nhóm đại thần bây giờ mới phản ứng lại bọn họ mang theo tức giận hỏi thái hậu thái hậu hướng mặt về phía văn võ bá quan ai ra nói cho các ngươi biết hiện tại không chỉ có đại nguyên điện bị người của ai ra bao vây mà toàn bộ hoàng cung cũng bị bao vây các ngươi lựa chọn đứng về phía hoàng thượng hay làm kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt đứng về phía ai ra nếu như vẫn chọn lựa đứng về phía hoàng thượng ánh mắt thái hậu đột nhiên trở nên ngoan độc ai ra không đảm bảo hắn có thể bình an ra khỏi đại nguyên điện toàn bộ đại thần thuộc phe cánh vương gia và hạ gia đều đứng ở sau lưng thái hậu còn mấy đại thần vốn là người của thái hậu ngày thường chỉ làm mấy chuyện bằng mặt không bằng lòng lại không có gan muốn tỏ phản, nên nhất thời chần trừ không tiến lên. Vương Trung Nguyên liếc mắt nhìn bọn họ rồi hừ lạnh, những chuyện nhất đó mà các ngươi đã làm, cho dù hiện tại muốn quay đầu thì cũng đã muộn. Kể cả các ngươi muốn quay đầu, Thái hậu nương nương chắc chắn không ngăn cản, chỉ là ngày này sang năm sẽ là ngày dỗ của các ngươi. Những người tham tiền phần lớn đều sợ chết, cuối cùng bọn họ không còn chút do dự, toàn bộ đứng về phía Thái hậu lập tức hàng ngũ đại thần trong đại điện liền thiếu hơn phân nửa. Phương dậy vỗ vỗ tay thầm ngọc để chấn an nàng, hắn nhìn thái hậu rồi đứng dậy khỏi long ỉ, sau đó bước từng bước đi xuống dưới, đem thắc mắc từ đời trước đến đời này hỏi thái hậu. Vì sao phải làm như thế? Chấm là nhi tử mà mẫu hậu rút ruột đẻ ra cơ mà. Phương dậy cho rằng tâm hắn đã sớm chất lặng, chỉ là không nghĩ tới trải qua thêm một đời, lồng ngực hắn vẫn đau nhói như cũ. Dù sao người này cũng là mẫu thân ruột thịt của hắn hắn ghen tị với A Trạm, ghen tị đệ ấy có thể nhận được tất cả yêu thương của mẫu hậu, nhưng vào năm hắn 15 tuổi, hắn đã không còn nghĩ như vậy nữa. Hắn cũng không cần có mẫu thân để che chở. Thái hậu cắn răng, hốc mắt phiếm hồng, bà đột nhiên hét lên. Vì cái gì sao? Ai ra ngược lại muốn hỏi, tại sao trước đây lại bắt ta phải đồng ý đưa ngươi đến chỗ nữ nhân kia để làm con thừa tự? Và rồi nữ nhân kia phá hủy hết thầy cuộc đời của ai ra? Phương Duệ dừng lại ở bậc thang cuối cùng, hắn biết rõ văn hiếu hoàng hậu là một người như thế nào chỉ là hắn không hiểu vì sao việc mà văn hiếu hoàng hậu làm cuối cùng hắn lại là người phải chịu tội thay và vì điều gì mà đời trước khi biết được tin hắn chết thì thái hậu lại tự sát mẫu hậu hãy nói cho trẫm biết vì sao người lại hận trẫm như vậy không tiếc hạ độc lên người trẫm thần sắc phương duệ rất là trầm tĩnh hốc mắt thái hậu càng đỏ lên trong mắt cũng ướt át như đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng như cũ không hề có một tia tình cảm. Bà không nói ra lý do, chỉ nhẫn tâm nói. Chỉ cần hôm nay ngươi hạ chiếu thư nhờ ngôi vị cho Trạm Nhi, ai ra sẽ không giết ngươi và để Trạm Nhi phong ngươi là Thái Thượng Hoàng, sau đó giam cầm ngươi cùng tầm ngọc ở phía Tây Hoàng Cung. Thái hậu vừa nói rất lời, cửa đại điện liền mở, phương trạm một thân áo nhung đi đến, phía sau hắn là hàng dài binh lính, hắn liếc mắt nhìn phương duệ, tiếp đó mới nhìn về hướng mẫu hậu. Phương trạm đi vào trong đại điện rồi đột nhiên dừng lại, mà binh lính sau lưng hắn cũng tản ra. Dưới tình huống không hề đề phòng, binh lính mà phương trạm mang đến đột nhiên cùng nhau rút kiếm kề lên cổ binh lính làm phản, ngoại trừ phương duệ và thầm ngọc thì tất cả người trong điện đều khiếp sợ. Trạm nhi, ngươi đang làm cái gì vậy? Phương trạm cúi đầu, giọng nói mang theo tia ái nái. Mẫu hậu, thực xin lỗi. Nhi thần vẫn lựa chọn hoàng huynh. Vẻ mặt thái hậu trong nháy mắt cứng ngắc, ánh mắt bà lộ ra vẻ không thể tin. Trạm nhi, tại sao ngươi có thể đối xử với mẫu hậu như vậy thái hậu hoảng loạn khiến đám đại thần đứng về phía thái hậu cũng bắt đầu sợ hãi vương trung nguyên càng ngăn không được hoảng loạn trong lòng hắn khuyên nhủ a à, trạm ngươi phải hiểu chỉ cần ngươi nghe theo thái hậu thì hôm nay ngươi có thể trở thành người đứng trên vạn người đừng có làm chuyện mù quáng phương trạm không trả lời hắn kiên quyết đứng phía sau lưng phương duệ lựa chọn rất rõ ràng phương duệ nhìn thẳng vào thái hậu hắn thản nhiên nói mẫu hậu hiện tại ngươi đầu hàng vẫn còn kịp thái hậu cười lạnh một tiếng rồi nhàn nhạt, nhạt nói chẳng qua là người thắng làm vua kẻ thua làm giặc mà thôi thái hậu nói xong phía ngoài đại nguyên điện đột nhiên có người chạy vào hoảng hốt nói bệ hạ xảy ra chuyện lớn rồi phản quân của đông cương dường như có người tiếp ứng bọn chúng đang đánh vào hoàng cung lúc này sắc mặt thái hậu mới đại biến làm sao có thể bà muốn tạo phản nhưng tại sao lại dính cả vào đông cương Thẩm Ngọc từ chỗ ngồi đi xuống, nàng nắm lấy tay Phương Duệ. Phương Duệ cười trấn an Thẩm Ngọc, mọi chuyện đều nằm trong tay chấm, không có việc gì đâu. Không hiểu sao dưới đáy lòng Thẩm Ngọc lại xuất hiện một tia bất an, nàng thầm mong do chính mình đã nghĩ nhiều. Vâng, nhưng chàng vẫn phải cẩn thận. Thời điểm Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc, trong mắt lộ ra nhu tình, nhưng ánh mắt lúc đối diện với Thái hậu lại dần lạnh đi, giọng hắn như băng sương. Người đâu áp giải Thái hậu về An ý cung, không có ý chỉ của chấm không được phép bước ra khỏi An Ý Cung nửa bước, đem những người còn lại nhốt toàn bộ vào đại lao cho chậm. Trong đám đại thần bị bắt giam có người khóc lóc, có người cầu khẩn xin tha thứ. Nhưng Phương Duệ lại quyết tâm một lần thanh tẩy sạch sẽ những người có dị tâm trong chiều. Sau khi toàn bộ đám đại thần tạo phản bị nhốt lại, Phương Duệ cũng giúp kiếm ra khỏi đại nguyên điện. Để Phương Duệ dẫn lính ra ngoài, trong điện chỉ còn lại một người bảo vệ thầm ngọc, mà ở dưới tay áo tiêu phi lại là con dao găm sắc bén. Nàng ta nhìn về phía thẩm ngọc, khéo léo che giấu sự ghen tị rồi bước gần đến chỗ thẩm ngọc. Hoàng hậu nương nương, nơi này không tránh khỏi nguy hiểm, chúng ta vẫn nên trở về cung trước thì tốt hơn. Thẩm ngọc nhìn tiêu phi đang tiến gần về phía mình, nàng gật đầu một cái. Tiêu phi thấy thời cơ đã đến, nàng ta giơ tay cầm dao găm lên với tốc độ xét đánh ngang tay đâm về phía ngực thẩm ngọc. Nhưng thẩm ngọc so với tiêu phi lại càng nhanh hơn. Dao găm trên tay tiêu phi đột nhiên bị một cục đá từ xa đánh trúng và rơi xuống đất, vẻ mặt tiêu phi thoáng chốc ngơ ngẩn mà kỳ trên cổ nàng lại là một lưỡi dao sắc bén. Ánh mắt thẩm ngọc trở nên lạnh lẽo, tuy nhiên vẻ mặt nàng lại rất bình tĩnh. Tiêu Phi, ngươi quá thiếu kiên nhẫn. Tiêu Phi trợn to đôi mắt nhìn thẩm ngọc, vẻ mặt nàng ta không thể tin. Ngươi tại sao lại biết mà đề phòng ta? Ám về từ trong bóng tối xuất hiện và chế trụ người tiêu phi, lúc này thẩm ngọc mới buông lỏng tay. Người đề phòng ngươi không phải ta, mà là bệ hạ. Bệ hạ vốn đã biết ngươi là gián điệp đông cương, Tiêu Phi khiếp sợ không nói nên lời, rốt cuộc là vấn đề ở chỗ nào, rõ ràng nàng đã rất cẩn thận. Cách trương, Tiêu Phi không cam lòng hỏi, coi như Hoàng thượng biết rõ ta là gián điệp của Đông Cương, vậy ngươi làm sao đoán được hôm nay ta sẽ ra tay, nhớ đâu ta vẫn tiếp tục ẩn núp thì sao? Thẩm Ngọc đút cây dao vào trong vỏ, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dứt khoát và kiên quyết, dáng vẻ này không giống với lúc bình thường mà Phương Duệ nhìn thấy. Tiêu Phi, ngươi có nhớ ta từng giả nam suốt 20 năm không? Loại chuyện nhỏ này còn không nhìn ra thì thân phận ta đã sớm bị vạch trần. Vì ngươi rốt ruột đi thăm dò lúc ta được Thái hậu triệu kiến, hơn nữa trong lời nói của ngươi đều cho thấy ngươi không biết ta sẽ làm hoàng hậu, ngươi thể hiện ra bản thân ngươi sau này mới là nữ chủ nhân của hậu cung. Nếu không như thế thì ta cũng sẽ không phát hiện ra. Ta vẫn không hiểu, vì sao chỉ bằng mấy câu nói đó mà ngươi nhất định cho rằng hôm nay ta sẽ động thủ tại tiệc cưới. Thẩm Ngọc bước từng bước đến gần Tiêu Phi, nàng cúi đầu xuống, mắt nhìn thẳng vào Tiêu Phi. Ngươi nói không sai, nếu như chỉ là một gián điệp bình thường thì mục tiêu của bọn họ chính là thực hiện đúng theo kế hoạch, tuyệt đối không có hành vi vượt ra ngoài kế hoạch. Dựa theo tình huống lần này, giả sử Đông Cương không thể giành phần thắng 100% thì người kia sẽ ra lệnh cho ngươi phải yên lặng theo dõi diễn biến, tuyệt đối không thể để thân phận bị bại lộ. Nhưng Đông Cương lại xem nhẹ hậu vị trong mắt ngươi và chấp niệm của ngươi đối với Hoàng đế Khải Nguyên. Nếu hôm đó ở bên ngoài An Ý Cung, ngươi không biểu hiện ra ham muốn hậu vị vội vàng như thế, có lẽ ngày hôm nay ta đã không để phòng ngươi. Có đôi khi chấp niệm của một người rất đáng sợ, nó có thể khiến con người ta mất đi cả lý tính. Tiêu Phi muốn cùng nàng ngọc nát đá tan cũng hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của nàng. Thẩm Ngọc, nếu không phải ngươi xuất hiện thì Hạ Phi đã chết cùng Lệ Phi chỉ số thông minh bằng không, căn bản không phải là đối thủ của ta. Nếu không phải ngươi thì người leo lên hậu vị phải là ta, về sau người ngồi trên đế vị cũng sẽ là nhi tử của ta ánh mắt thẩm ngọc lạnh như băng nhìn tiêu phi đang lên cơn điên loạn nàng đang suy nghĩ nên nói gì để nàng ta biết thế nào là sự thật tàn khốc thẩm ngọc suy nghĩ trong chốc lát nàng hạ thấp giọng đủ để chỉ hai người nghe được ngươi cho rằng bệ hạ thật sự thích nữ nhân sao tiêu phi bỗng nhiên trợn to hai mắt nàng nhìn chằm chằm về phía thẩm ngọc thẩm ngọc cười một tiếng ngươi nhớ lại xem bệ hạ lúc nào thì quen biết ta và lúc nào thì nói biết thân phận nữ nhi của ta giống như hiểu ra vấn đề gì đó Tiêu Phi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Không có lửa làm sao có khói, trong này nhất định có nguyên nhân. Hiện tại nàng mới nhớ ra, Phương Duệ đã sớm quen biết Thẩm Ngọc từ nhiều năm, sau khi Thẩm Ngọc làm quan thì chuyện gì hắn cũng đề bạt, đi đâu cũng mang theo Thẩm Ngọc. Nếu khi đó Phương Duệ đã biết Thẩm Ngọc là nữ tử thì hắn sẽ không đợi đến bây giờ mới lập hậu và sẽ càng không đợi đến hôm nay. Tiêu Phi cẩn thận suy nghĩ, không phải Phương Duệ hoài nghi Ba Phi tử trong hậu cung là người thái hậu nên mới không chạm vào, mà là ngay từ đầu hắn không hề thích nữ nhân buồn công nàng nảy sinh tâm tư khác thường với hắn hoàng hậu nương nương tiêu phi nên xử lý thế nào nhìn máu tươi trên nền đất cùng ánh mắt u ám của tiêu phi thẩm ngọc tỉnh táo nói áp giải vào đại lao nhất định phải trông giữ nghiêm ngặt tra hỏi rõ ràng những năm gần đây nàng ta đã cung cấp bao nhiêu tin tức cho đồng cường thì vệ đồng thanh nhận mệnh lệnh đem tiêu phi áp giải ra ngoài đức an đứng ở một bên xem đến sững sờ sau đó nàng ngay lập tức vỗ tay Xung bái nói hoang tẩu tẩu thật khí phách quả thực không cùng một dạng với mấy nữ nhân kịch cẫm kia thẩm ngọc kinh ngạc nhìn đức an công chúa sao muội lại xuất hiện ở đây đức an tuét miệng cười nàng thân mật kéo tay thẩm ngọc dường như hoàn toàn không bị ngăn cách đối với việc thẩm ngọc từng cải trang thành nam nhân bố dĩ muội đang ở núi tây lệ nhưng ngày đại hôn của hoàng huynh làm sao muội có thể không trở về tuy nhiên hoàng huynh lại sai người ngăn cản muội lại giống như là sợ muội làm hỏng việc cho nên muội mới đồng thời trở về cùng nhóm người lôi thanh đại nhắc đến lôi thanh đại thẩm ngọc mới nhớ phương duệ cũng ra ngoài giết địch nàng liền có chút lo lắng đức an nhìn ra lo lắng trên mặt thẩm ngọc nàng bèn an ủi hai người chúng ta ngay đến sức cầm đao cũng không có ra ngoài cũng chỉ làm bia đỡ đạn lại còn khiến mọi người phân tâm thân thủ của hoàng huynh là vô địch thiên hạ chúng ta không cần phải lo lắng cứ ở đây chờ là tốt rồi đức an nói mấy lời này thẩm ngọc cũng đoán được phương dệ để đức an ở bên cạnh nàng phòng ngừa nàng thật sự chạy ra ngoài nhưng hai nén hương qua đi người sốt ruột muốn chạy ra ngoài không phải nàng mà là đức an hoàng tẩu hoàng tẩu tẩu nói xem sao đến giờ bọn họ còn chưa đánh xong chẳng lẽ kẻ địch mạnh hơn chúng ta đức an liên tục đi tới đi lui trong điện mà không hề thấy chóng mặt nhưng thẩm ngọc bị mũ phượng đè nặng trên đầu lại rất nhanh bị đức an làm cho chóng mặt đức an hỏi thẩm ngọc sau đó lại tự mình trả lời đương nhiên là hoàng huynh chúng ta mạnh hơn bọn họ làm gì có cửa thắng thân thủ của hoàng huynh là vô địch thiên hạ ta không cần phải lo lắng vậy những người khác phải làm sao bây giờ chẳng may bọn họ đều biến thành bia đỡ đạn thì sao tổng ngọc cảm thấy không phải đức an lo lắng cho hoàng huynh nhà mình mà là lo lắng cho những người khác tuy nhiên nàng cũng không đi vạch trần đức an đến tận đêm khuya tiếng chém giết bên ngoài vẫn còn chưa kết thúc đại nguyên điện được bảo vệ cực kỳ tốt cả bên trong lẫn bên ngoài là một tầng cẩm y vệ, nên kẻ địch rất khó tấn công được vào bên trong. Thổng Ngọc cũng không cần phải lo lắng cho những người khác ở trong cung. Phương Duệ đã đoán được Đông Cương sẽ hành động, cho nên hắn đã sớm sắp xếp nơi an toàn trong hoàng cung cho những người không biết võ công ẩn nấp. Thổng Ngọc dù không nói ra, nhưng trong lòng cực kỳ lo lắng cho Phương Duệ. Ngày đại hô máu chảy thành sông, nàng hiểu điều đó nên cũng không có gì phải sầu não, chỉ là nàng lo lắng cho nam nhân của nàng đang giết địch ngoài kia. Như Đức An đã nói, không ra ngoài mới là lựa chọn sáng suốt nhất, còn ra ngoài chính là lựa chọn ngu xuẩn, nam nhân người ta đang tập trung giết địch. Mình là thân nữ nhân tay trói gà không chặt mà đi ra ngoài, cho dù trận chiến có thể thắng cũng bị lật ngược tình thế thành thua. Sau lưng một người nam nhân thành công sẽ là một nữ nhân khôn khéo, ngàn vạn lần không thể là một nữ nhân ngu xuẩn. Gà gái báo hiệu bình minh, phía chân trời dần xuất hiện những tia sáng dịu dàng của ngày mới, lúc này tiếng đánh nhau bên ngoài mới bắt đầu yên tĩnh. Cửa chính của đại nguyên điện cuối cùng cũng được mở, bầu không khí bên ngoài nồng đậm mùi tanh của máu tươi, nhìn thấy nam nhân một thân hồng y nhất theo thanh kiếm xuất hiện ở cửa đại điện, Thẩm Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. "A à Ngọc, đã không sao rồi." Trên mặt Phương Duệ dính máu, nhưng không phải là máu của hắn. Phương Duệ đi đến trước mặt Thẩm Ngọc, hắn đang định ôm lấy nàng thì nàng đã bước lên rồi ngả người vào lồng ngực hắn. Sắc mặt Phương Duệ căng thẳng, ngay sau đó hắn lại nghe được tiếng hít thở đều đều của nàng lúc này hắn mới nhẹ nhàng cười một tiếng trước ngày đại hôn mấy ngày thẩm ngọc đã bị mất ngủ mỗi ngày tổng cộng ngủ không quá ba canh giờ hơn nửa đêm nay tinh thần còn liên tục lo lắng căng thẳng cho nên lúc nhìn thấy phương duệ bình an nàng mới an tâm ngủ thiếp trên người phương duệ phương duệ ôm thẩm ngọc rồi phân phó cho những người khác có lẽ vẫn còn kẻ địch lẩn trốn trong hoàng cung ngày tiếp theo này đành vất vả cho mọi người tướng sĩ trong điện ào ào quỳ xuống tay ôm vũ khí đồng thanh nói chúng thần cẩn tuân thánh mệnh. Phương Duệ ôm người tiến vào nội điện, hắn đặt nàng lên giường, đắp chân cho nàng rồi dịu dàng vuốt ve gò má nàng một cái. Không có nổi mấy người chịu được cảnh ngày đại hôn của mình lại là ngày đại khai sát giới, vậy mà Thẩm Ngọc vẫn có thể hiểu cho hắn. Phương Duệ cuối người đặt lên chán Thẩm Ngọc một nụ hôn, sau đó hắn phân phó cho cung nữ trong điện. Hầu hạ nương nương cho tốt. Dặn dò xong, Phương Duệ lại lập tức đi ra ngoài. Bây giờ còn chưa diệt trừ được toàn bộ quân phản loạn Đông Cương, hắn tạm thời không thể buông lỏng cảnh giác lúc cửa chính của đại nguyên điện được mở ra đức an sốt ruột chạy ra ngoài nàng vội vàng tìm kiếm bóng dáng ôn lăng trong đám người nhìn từng người từng người một tất cả đều không phải ôn lăng hốc mắt đức an nhanh chóng phiếm hồng đột nhiên bả vai nàng bị vỗ một cái nàng xoay người liền nhìn thấy khuôn mặt ôn lăng nước mắt nàng bỗng chốc như vỡ đê đức an mạnh mẽ ôm lấy ôn lăng khiến cho thân thể hắn cứng đờ ơ ừ, ơ ừ, vị công chúa điêu ngoa tùy hứng này sao lại ôm hắn ôn lăng ta nói cho ngươi biết ngươi sống là phỏ mã của ta chết cũng là phỏ mã của ta đột nhiên xuất hiện màn tỏ tình ôn lăng cảm thấy mình như nằm mơ lâu a cử đang kiểm tra tình hình thương vong của binh lính nhìn thấy cảnh đức an chủ động như thế ánh mắt nàng chật lóe tựa như đang nghĩ đến chuyện gì đó dung thái thấy công chúa đức an cùng ôn lặng thế kia hắn vốn định tiến nên nhắc nhở hai người nên chú ý hoàn cảnh nhưng vừa nhìn thấy lâu a cửu đứng ở một bên tựa như đang suy nghĩ bước chân dung thái nhất thời dừng lại hắn không tiếp tục đi lên phía trước mà yên lặng rút khỏi phạm vi tầm mắt của lâu a cửu lâu a cửu là một cô nương rất tốt hắn không thể làm nàng lỡ dở với lại hắn không xứng với nàng bận rộn cả ngày mùi máu tanh trong cung đã nhạt đi rất nhiều thổng ngọc ngủ một ngày cũng đã tỉnh dậy nàng đổi hỷ phục trên người sau đó cùng cung nữ đi ra ngoài xem xét Nghe mọi người nói có lẽ tàn dư của Đông Cương còn có thể xông vào hoàng cung, hơn nữa không biết trong hoàng cung còn có người của Đông Cương ẩn nấp hay không, cho nên một bộ phận binh lính đã được lưu lại để đóng quân trong đây và luân phiên nhau canh gác. Hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, thành Kim Đô tự nhiên cũng nghiêm ngặt theo. Trong tẩm điện không thấy người, ngay cả đại nguyên điện cũng không thấy người, Thẩm Ngọc đoán Phương Duệ còn đang bận tối mắt tối mũi. Lúc đang đi tìm Phương Duệ, nàng lại nhìn thấy Lâu A cử cùng Dung Thái ở phía đằng xa. Lâu A à Cửu hình như muốn kéo tay Dung Thái, còn Dung Thái lại lùi về sau một bước. Thẩm Ngọc thoáng suy nghĩ, nàng quyết định không đi quấy rầy bọn họ. Thẩm Ngọc từ cung điện đi ra, cung nhân cùng thái giám đều nhất mực cung kính hành lễ, gọi một tiếng hoàng hậu nương nương. Gọi đến mức toàn thân nàng không được tự nhiên, nhưng nàng vẫn tỏ ra thản nhiên, lại nhạt. Cuối cùng khi tìm được Phương Duệ, là ở bên đình viện được dựng tạm ở trong cung, không biết hắn đang cùng cung vương và trạm vương thương nghị chuyện gì, chỉ thấy vẻ mặt mọi người đều rất nghiêm túc. Thẩm Ngọc cũng không đi quấy rầy Phương Duệ, nàng lặng lặng đứng từ xa nhìn hắn. Vì thính giác của Phương Duệ vô cùng tốt, lúc Thẩm Ngọc đến đây, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân nàng. Phương Duệ dặn dò thêm một hai câu, sau đó để mọi người về nghỉ ngơi. "Sao nàng không ngủ nhiều thêm một chút?" Phương Duệ đi tới hỏi. Thẩm Ngọc đã ngủ nguyên một ngày, làm sao có thể ngủ được nữa, ngược lại hắn mới là người nên nghỉ ngơi. "Đừng để bản thân quá mệt." Phương Duệ ư một tiếng, hắn cho những người khác lui rồi kéo thẩm ngọc đến góc tối không người trong đình viện. Trẫm quả thực mệt mỏi. Phương Duệ nói xong liền nằm xuống, gối lên đùi thẩm ngọc. Hô hấp của Phương Duệ nhanh chóng đều đặn, xem ra hắn đã hai ngày một đêm không chợp mắt, đúng là mệt chết mà. Thẩm ngọc đau lòng, nên cũng để yên cho hắn gối. Mây đen chậm rãi tan đi, lộ ra ánh trăng trong trẻo, sáng tỏ trên bầu trời. Hết phần 9.